Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 195.000. Đấy, con này mà các bác mua ra ngoài cửa hàng mà mua thì giá của nó sẽ là khoảng 300, 250 đến 300. Đấy, thấp nhất họ phải bán cho các bác là 270, 280 đến 300.000 nhá. Còn có những shop có những cửa hàng nó bán đắt thì phải đến 350, 400.000 các bạn. Đấy. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop và vẫn gửi tới các bác tri ân khách hàng giá chỉ có 195.000 thôi. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một quần một áo size cỡ đại nhé, size cỡ đại size 3XL thì các bác người lớn người bé người to người nhỏ đều mặc được hết nhé. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bạt, đấy nó sẽ là dạng vải và hai lớp phủ dạng vải hai lớp và có phủ gọi là phủ ni lông để khi các bác mặc thì nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm rất là tốt, rất là an toàn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Một cái bộ quần áo mưa của thương hiệu Tú Phong như này, hàng cao cấp nhá, size 3XL nhá, giá sẽ là 195.000. Đây. Hàng thì khi các bác em đã cho các bác xem thực tế rồi và khi mặc vào thì nó đúng như trên hình này luôn, đúng như trên hình này luôn. Có mũ Mỹ các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 195k. Lên cho em là quần áo mưa nhá, quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Con này bên shop đang bán là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc hoặc ra các cửa hàng y dược nó bán cho các bác thì khoảng 400-500.000 nhá, 400-500.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên em cũng tri ân khách hàng để cho các bác cái giá chỉ có 260.000 thôi. Con này nó sẽ sử dụng cái loại pin gọi là pin con thỏ nhỏ, rất dễ mua. Các bác cứ ra trực tiếp ngoài tạp hóa, ngoài hiệu sách là mua được thôi. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong, nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ rất tiện ích. Đấy, lắp pin vào cho em một lần lắp pin như này các bác phải dùng được khoảng từ 5 tháng, 6 tháng đến 1 năm nhá. Đấy. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì đo huyết áp, đo nhịp tim này, đấy, đầy đủ hết luôn nhá. Huyết áp, nhịp tim đầy đủ hết luôn. Giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác bỏ sang cái ví xanh. Về cho các bác một cái ví đó là cái ví màu hồng như này. Đấy thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, ba cái bấm móng, rồi một cái bộ nặn mụn này tẩy da chết các kiểu con này điểu luôn. Đấy, combo cho các bác như này. Mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Màu của nó là màu hồng rất đẹp này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp luôn. Kìm kéo đầy đủ cho bác luôn, ba cái bấm móng nặn mụn rồi tẩy da chết các thứ đầy đủ như này. Lên cho em là bộ ví hồng, giá sẽ là một cái bộ ví hồng như này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái ví hồng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái ví màu xanh này. Con này cao cấp hơn nhiều nhá. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng luôn, có một cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này. Đấy, rồi kéo kìm này, rồi nói chung là có cả cái nạo gót chân này. Đấy, có cả mài cả nạo luôn. Cái này là lưỡi để nạo này, cái này là để mài này. Đấy, con combo cho các bác như này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá của nó sẽ là một cái bộ như này thì giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó. Ví xanh này. Giá sẽ là 100k cho con ví xanh như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế này. Đấy, cái đệm ghế. Chất liệu của nó thì bằng silicone nhá và được thiết kế theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác mà ngồi vào ấy thì nó sẽ có cho các bác là một cái độ đàn hồi nhất định. Đấy, đàn hồi nhất định như này. Đấy các bác nhá, đàn hồi rất là tốt luôn. Thì các bác nào chuyên bị đau tê mông này hoặc là các bác mà bị xương khớp này, đấy, hoặc là ngồi văn phòng lâu thì dùng con này rất là ok. Vải của nó thì nó sẽ là dòng vải dệt 3D thoáng khí này. Còn bên lớp bên dưới của nó thì nó sẽ là bên trên này thì là dệt 3D thoáng khí này, ngồi rất là thoáng khí và êm ái này. Còn bên dưới này thì là cao su non để chống trơn trượt này. Đó. Lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Giá hôm nay thì về cho bác giá tốt luôn. Một con đệm ghế như này giá sẽ là 90k nhá. 90k trong cái đệm ghế này. Các bác có thể về để cả quả trứng ngồi lên cũng không sao đâu. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đó là cái sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đèn F1 nhá. Đấy, đèn F1. Đây. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Đầy đủ cho các bác các cái chi tiết luôn.
Đấy, đai bắt và tường các thứ đàng hoàng. Combo cho các bác điều khiển ốc áp các thứ đàng hoàng. Và nó sẽ là bao gồm là một con đèn như này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng 1, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đó, và nó sẽ sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy các bác nhá, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời đây. Dây dài khoảng từ 2 đến 4 mét. Đó, thì các bác có thể đưa lên các cái vị trí nào mình cần chiếu sáng rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị một cái giá siêu hợp lý luôn. Một cái đèn năng lượng mặt trời như này, giá chỉ có cho các bác là con F1 này bao nhiêu nhỉ? Bên tên em là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130.000 một em. Đấy. 130.000 cho một con đèn F1 như này. Các bác có thể dùng thì mình tận dụng cái năng lượng mặt trời mình sử dụng, tránh cái việc là mất nhiều tiền điện nhá. Đấy, tránh việc mất nhiều tiền điện. Tên mã giúp em đó là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130k. Đó. Đèn F1 này, đèn F1. F1 130k. Em đã có những cái video test thực tế rồi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao nhá, bộ dao cán gỗ. Đầu tiên thì nó sẽ là con dao chặt này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng nhá, 6-7 lạng. Đấy, nặng khoảng 6-7 lạng. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, made in Japan cho các bác luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 180.000. Đấy, con dao chặt cán gỗ như này. Đấy, cho nên là các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Đấy, khoảng từ 5 đến 7 lạng, lên cho em là chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Con này thì cũng khá là bén luôn. Khá là bén các nhá. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn, mình dùng để mình gọi là sử dụng rất là đa di năng luôn. Đây, đấy để em thử test dọc giấy xem con này có dọc được giấy không nhá. Đấy, cũng rất là bén luôn nhá. Các bác thấy không? Một cái con dao chặt mà cũng dọc được giấy như này là rất là ok rồi các nhá. Rất là ok rồi. Đó. 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Chữ khắc chìm luôn. Con này thì siêu bén thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một em dao gọt gỗ này nhá. 40.000, chiều dài khoảng 20 cm. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ, giá sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì có một mã nữa đó là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000 các bác, 80.000. Con này thì là hàng của thương hiệu Seki này. Đấy, Seki, Seki Japan. Hàng thì cũng là hàng siêu bén cho các bác này. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất là bén nhá. Rất là bén luôn. Đấy, rất bén luôn. Con này thì giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ, 80k. Đó, lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k nhá. Còn con bé này là gọt gỗ này. Con gọt gỗ này thì sẽ là 60.000 nhá. Gọt gỗ, 60k. Đó, à xin lỗi các bác là 40k nhá. Đấy, còn nếu các bác nào mua combo thì đây, con này là 180, con này 80.000 là 260 nhá. 260 bao ship. Thì mua combo hai con này thì sẽ được tặng kèm một con này nhá, tặng kèm một con này. Đấy, mua combo hai con được tặng kèm một con và bao ship cho bác luôn. Mua 2 tặng 1 bao ship, rất chất lượng cho bác luôn. Thì các bác có thể lên cho em là combo là 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, giá chỉ có 260.000 thôi. Lên combo cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Hàng thì nó sẽ là cái dạng màu, bây giờ thì nó không về nguyên màu nữa mà nó sẽ về theo kiểu là màu caro như này. Đấy, màu caro tức là nó sẽ có một cái màu trắng và xen lẫn các cái màu như này. Đấy, cái loại này của nó về cái lô này của nó thì cái chất của nó rất là tốt nhá. Đấy, bông của nó là bông sơ. Đấy, bông sơ cho nên nó rất là thấm hút này. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Dùng thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, kích thước của nó cực kỳ sốc luôn nhá. Kích thước rất là sốc luôn. Kích thước là bao nhiêu? Đấy, kích thước của nó sẽ là 40 à 70 nhân với lại 1m4 nhá. 70 nhân 1m4, kích thước rất là khủng luôn. Dài các bác có thể chùm hết cả người luôn. Mà giá thì lại là rất hạt rẻ. Đây, của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm luôn nhá. 140 cm. Giá sẽ là 40 cành. Đấy, 40k. 40k cho một cái con như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay Osaka đây. Đấy, lên cho em là máy xay Osaka nhá. Đấy. Con này thì sử dụng điện 220V. Con này thì rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào là mình dùng thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, nhấp này là nó sẽ chạy này. Osaka Japan này. Giá thì chỉ có 145.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. 145k cho con máy xay Osaka như này nhá.
Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là 700ml nhá. Thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng nói chung là cái giá này là rất là ưu đãi cho các bác rồi. Các bác có thể xay thực phẩm, xay thức ăn đều ok hết nhá. Lên đây là máy xay Osaka này. Giá sẽ là 145k. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi nhá. Bên shop bán khá là nhiều rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Con này thì cũng bán rất là nhiều rồi thì em lên nhanh thôi. Cái con to nhất này thì kích thước của nó sẽ là 24cm. Dòng này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có thể gấp gọn vào được. Đấy, gấp gọn vào được nhá. Đấy, gọi là bỏ gọn vào nhau được chứ không nói là gấp. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Hàng này thì nó cũng vừa phải thôi nhá, không, nó không quá dày đâu. Đấy. Nhưng mà ưu điểm của nó thì các bác có thể bỏ ra từng chiếc một hoặc là mình chồng vào nhau rất là ngon luôn. Đấy. Từng chiếc một như này các nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy chứ em. Nồi nào vung đấy chứ em. Đấy. Có tới cho các bác là 5 cái liền. 5 cái liền các bạn. Đấy, 5 cái liền như này, tha hồ sử dụng luôn. 5 cái nồi mà giá chỉ có 140.000 thôi. Các bác nhà có cỗ có bàn có công có việc thì các bác cứ dùng cái này cho. Đấy. Đây. Đấy, các bác cứ thế là mình trồng với nhau cho em nhé. Đây, mình trồng với nhau này. Rất là tiện luôn nhé. Đấy, rất là tiện luôn. Như thế mình trồng với nhau này nhé. Trồng với nhau này. Đấy, nồi nào vung đấy chứ em. Nồi nào vung đấy chứ em. Đấy, rất là vừa xinh luôn nhé. Đấy, cứ nồi nào vung đấy, rất vừa xinh luôn nhé. Đấy, đúng như cậu với mợ luôn các bạn. Đúng như cậu với mợ luôn. Thì đây, các bác lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá thì chỉ có cho bác là 140k thôi. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ giới thiệu nhanh tại vì các cái mã hàng này thì bên em cũng vẫn đang bán thường xuyên rồi. Cho nên là em sẽ giới thiệu cơ bản là nhanh thôi để cho các bác nắm được nhé. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái ổ điện xanh. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên cho em là ổ xanh nhé. Giá của nó sẽ là 55k đó. Trước tiên là giá là 55.000. Tiếp theo đó là con này thì nó sẽ có cho bác là 6 ổ cắm này, 3 chân USB này. Dây thì nó sẽ dài cho các bác tầm khoảng là trên 1 mét nhé. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Có đèn báo, có công tắc đóng ngắt đàng hoàng. Đây em sẽ cắm trực tiếp cho các bác xem. Dây thì nó sẽ dài và tầm khoảng 1 mét đi. Đó, đây có đèn báo đây các bạn, đèn báo sáng này, tắt đi này. Đấy, có đèn báo sáng cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì con này của nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 ổ cắm này. Đây, bật lên có đèn đỏ này, 3 chân USB nhá. Đó. Con này thì sẽ là 55.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu dây sạc này. Thì đầu tiên nó sẽ là con sạc béo này. Con sạc béo này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con sạc béo như này. Chiều dài của nó thì từ khoảng 90 đến 1 mét và nó sẽ có 3 chân sạc như này nhá. Đấy thì về nhà các bác có thể mua cùng cái ổ xanh này mình dùng để mình sạc luôn này. Đấy, cắm sạc hoặc chạy các cái thiết bị rất là ok này. Đấy. Và con sạc béo này thì nó sẽ có đèn báo ở đầu này nhá. Có đèn báo ở đầu đấy các bác này. Đấy, có đèn báo ở đầu như này. Và con này thì giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Đấy. Còn tiếp theo thì nó sẽ có cho bác là một con sạc gầy này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000. Đấy thì con sạc gầy này của nó thì nó sẽ là sợi dù. Còn con sạc béo này thì nó sẽ là thuộc cái dạng là sợi cao su non nhá, thuộc dạng cao su non. Đấy thì nó sẽ có hai mẫu như này. Đấy, hai mẫu như này các bác này. Đấy. Và chiều dài của nó thì nó tương đương nhau vào khoảng từ 90cm đến 1 mét nhá. Đấy, từ 90cm đến 1 mét. Thì các bác con này lên cho em là sạc béo nhá. Con sạc béo này sẽ là 50k nhá. Đấy. Con sạc béo này là 50k này. Đó, 50k. Đó, con này sẽ là 50k. Còn con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho con sạc gầy như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy lau giày này. Đấy, cái giấy lau giày này thì một bịch này của nó thì được khoảng tầm là 30 cái nhá, tầm khoảng 30 cái. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng lướt qua nhanh thôi. Đấy, đây. Lướt qua nhanh thì các bác nhá. Đó. Giá sẽ là 20.000 cho một bịch như này và bên shop bán là 50.000 ba bịch nhá. Đây. Đấy, ví dụ như cái dép của em nó đang bẩn như này này, đấy đang bẩn này. Các bác đưa vào các bác tẩy đi này. Đấy, đưa vào tẩy đi. Cầm cho anh cái rẻ đây nào. Đấy. Các bác đưa vào các bác đánh đi cho em. Đó. Đánh đi cho em như này. Đó. Trực quan sinh động luôn các bác nhá. Đấy, trực quan sinh động luôn. Đấy, thì nói chung là nó sẽ không được sạch như mới nhưng mà nó cũng phải tới 80-90% các bác nhá. Đấy, nôm na là như vậy chứ còn các bác khi mà đã đi nó đã bẩn vào rồi thì khó có thể mà là sạch như mới được. Đấy, nhưng mà cái này thì nó sẽ có sẵn xà bông rồi các cái chất tẩy thì nó sẽ giúp cho các bác tẩy sạch luôn. Đấy, mùi thì lại rất là thơm và dễ chịu nhá. Đấy thì các bác đưa vào các bác tẩy đi cho em. Nếu có thời gian thì các bác cứ để như này cho nó thấm vào một lúc tầm 3-5 phút. Sau đó đây các bác lau đi cho em. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy nó sẽ rất là khác biệt luôn nhá. Đây. Đấy bác thấy không này, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, sạch
rất sạch luôn. Đó thì đây, đây nó sẽ là hai bên các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Đây, khác biệt hoàn toàn luôn. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 bịch nhá. Và sẽ là 50.000 ba bịch. Lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá, sẽ là 20k trên một bịch như này và 50.000 cho ba bịch nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, có kèm sẵn pin rồi. Về nhà thì các bác chỉ việc là lắp pin và là mình sử dụng thôi. Đấy. Và con này nó cũng có chức năng trừ bì luôn, lắp pin vào đây cho em. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000. Lên cho em là cân 5 nhá, giá sẽ là 50k. Các bác dùng trong nhà bếp các thứ thì rất là ok nhá. Lên cho em là cân 5, giá sẽ là 50k nhá, 50k cho cái cân 5 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem chảo chiên ngập dầu nhá. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu thì đây nó sẽ là một con chảo kèm với các bác một cái dàn để các bác để đồ ăn như này. Đấy thì các bác chiên rán nem rồi các cái loại thực phẩm đều ok hết nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật đấy. Hàng nội địa của Nhật, đường kính của nó sẽ là 20cm. Đấy các bác này, đấy, đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật. Có tráng đá chống dính nhá. Con này có tráng đá chống dính cho bác luôn. Thì các bác cứ cho ngập dầu vào đây sau đó thì mình chiên nhá. Đường kính của nó là 20cm. Con này thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên cho em là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, giá sẽ là 100k. Đó, chảo chiên ngập dầu này. Chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Đấy, chảo chiên ngập dầu giá của nó sẽ là 100k cho con chảo chiên ngập dầu này nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi, nó sẽ là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này. Các bác mua về cho các em nó sử dụng trực tiếp luôn, nó rất là tiện. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là rất nhiều các cái thẻ, có tới tới cho các bác là hơn 200 chiếc luôn. Đấy, với các cái chủ đề, các cái câu hỏi khác nhau. Đó, các cái chủ đề, các ngôn ngữ khác nhau. Các bác bật cái phím nguồn này lên cho em này, bật phím nguồn này lên này. Đấy. Bật phím nguồn này lên. Sau đó thì các bác lắp thẻ vào là nó sử dụng thôi. Đấy. Đây. Có to nhỏ hết các bác nhá. Đây, và có chân sạc đây. Nó chạy bằng pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy thì con này nó rất là tiện nhá, rất là tiện luôn. Con này hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em. Đấy, có những cái con mà nó sẽ là để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Con này thì giá chỉ có 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này thôi. 90k nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là song ngữ cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Tha hồ thoải mái cho các bác, cho các em bé nhà mình luyện tập nhá. Luyện tập rồi vừa vui chơi vừa giải trí luôn. Đây các bác này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thì các bác bắt đầu bật lên cho em này. Bật lên cho em, sau đó thì bắt đầu mình cho thẻ vào này. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là tới 112 cái thẻ luôn. Father. Đấy, tiếng Anh nhá, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, rất là ok luôn các bác nhá. Đó, đây. Màu sắc này. Màu cam. Orange. Đấy, thì đầy đủ cho các bác tiếng Anh, tiếng Việt rồi các cái dòng ngôn ngữ và các cái chủ đề khác nhau để cho các bác cho các em nó thỏa sức vui chơi sáng tạo và lựa chọn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy đọc thẻ như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Thì con này rất là tiện và bổ ích để cho các bác, cho các em nó chơi tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Đấy, và nó cũng vẫn là một cái dòng đồ chơi công nghệ rất là tiện luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ này, giá sẽ là 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đó. Cái này để đứng nó lên mình, để xong là lại đổ đồ vào rồi nó vỡ. Cái đấy. Ừ. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác tiếp tục cái dòng đũa Nhật nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên cho em là đũa Nhật, giá của nó thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Một vỉ của nó thì 10 đôi như này. Đũa được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc và chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C nhá. Đấy, chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, 200 độ C này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan nhá. Chống vi khuẩn, chống nấm mốc này. Con này các bác dùng thì dùng cho em từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn, không lo hề hấn gì các bác nhá. Đây, kháng khuẩn lên tới 99%, chịu được nhiệt độ là 200 độ C, được làm từ sợi thủy tinh. Lên cho em là đũa Nhật nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một bịch đũa Nhật như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá, cam mô hình. Đấy thì đây nó sẽ là một cái con cam, nó là một cái đèn thôi.
nó là một cái đèn năng lượng mặt trời nhưng mà nó sẽ là giả cam. Đấy thì nó rất là tiện đây. Đấy và các bác sử dụng thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác có sẵn đầu đấu rồi, các bác đấu lên cho em là xong. Đó. Có sẵn đầu đấu rồi các bác nhá. Các bác chỉ cần đấu lên cho em là xong. Đấy con này thì nó hết pin rồi. Hết pin thì về nhà các bác chỉ cần để ra ngoài ánh sáng là pin nó sẽ lại lên thôi. Đấy tại vì là cái này thì để lâu nó sẽ hết cái pin năng lượng các bác, nó chạy bằng pin năng lượng mà. Đó thì về nhà các bác để ra ngoài sáng cho em là ok, là nó sẽ lại có pin thôi. Đó. Đây các bác này. Đấy đấy nhá. Thì con này nó là dòng cảm biến các bạn. Ban đêm thì nó sẽ lên và ban ngày thì nó sẽ tự tắt nhá. Đây. Đây ví dụ như em che cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này các bạn này. Đấy, đây. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Nói chung là cũng rất là sáng luôn, thì các bác có thể dùng thoải mái này. Đấy, đây các bạn thấy không? Em che tấm pin đi nó sẽ lên này. Đấy, tức là ban đêm là khi mà mặt trời nó không còn sáng nữa thì cái tấm pin này nó sẽ bị tối là nó sẽ lên. Còn ban ngày thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng để nó sạc pin. Thì nó rất là tiện này các bác nhá. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Con này thì giá chỉ có 100k thôi nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Thì các bác có thể mua về mình sử dụng, vừa là làm một chiếc cam bình thường, vừa là để lấy ánh sáng luôn. Đó đây, về nhà các bác lắp đặt lên thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, lắp đặt lên. Đấy nó là cảm biến, các bác có thể dùng điều khiển hoặc có người đi qua thì nó sẽ sáng này. Đấy lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình, giá sẽ là cam mô hình này. Giá sẽ là 100k nhé. 100k cho con cam mô hình như này, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Thì đây nó sẽ là một con bàn là rất là nhỏ gọn luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là quần áo này, mang đi du lịch, đi học, đi chơi, đi làm đều được hết nhá. Đấy, và các bác tháo cái này ra để mình châm nước vào đây cho em. Châm nước vào cái cán này, sau đó thì các bác lại lắp vào cho em. Đấy, và mình nhấp này nước nó sẽ ra này. Đấy, con này sử dụng điện 220, mâm rất là dày luôn và nóng siêu nhanh luôn nhá. Thì nó rất là tiện. Nói chung là dùng con này thì miễn chê luôn các bạn, miễn chê luôn. Đó, nóng nhanh, rất là ngon và nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì vào khoảng 15-17 cm và có thể gấp gọn này. Các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini này, hơi nước mini. Giá sẽ là 135k nhá, 135k cho một em bàn là hơi nước mini như này. Thì con này khá là tuyệt vời và tiện dụng cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình luôn. Đấy rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship đó các bác nhá. Đó. Phí ship bây giờ thì bình quân chung là 30.000. Và từ 200 trở lên thì bên em đã bao ship rồi, cho nên nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bác nào mua dưới 200 thì cộng cho em 30.000 ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác một cái chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên cho em là chắn dầu mỡ. Cái này thì để khi các bác đun bếp mà các bác chiên rán xào nấu thì các bác lắp vào để mình chắn dầu mỡ cho em thì nó rất là tiện. Đấy thì khi mà mình rán đồ ấy các bác. Đấy khi mình rán đồ thì thường nó hay có dầu mỡ. Thì các bác chỉ cần đặt cái này cho em là xong này. Đấy đặt này cho em là xong. Đấy thì khi nào các bác dùng đồ rán thì các bác mới cần. Còn lại là bình thường thì các bác không cần. Con này thì nó sẽ là bằng dạng như là giấy bạc, cho nên là các bác dùng xong thì mình có thể là mình giặt, mình rửa đi sau đó thì mình gấp gọn vào. Còn khi nào các bác chiên rán thì các bác lại che đi như này cho em. Thì con này nó rất là tiện mà các bác dùng để mình chiên rán dầu mỡ thì rất là tiện luôn. Đấy. Nó có thể gấp gọn được hẳn như này các bác này. Đấy, gấp gọn là 10 phân 1 này. Thì các bác có thể tự mình điều chỉnh để mình che chắn cho nó phù hợp nhé. Đấy. Thì đây, nó sẽ là một con như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Giá thì chỉ có 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là miếng chắn dầu mỡ, giá sẽ là 25k. Đó. Lên cho em là chắn dầu mỡ này. Chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ, giá của nó sẽ là 25k cho một cái miếng chắn dầu mỡ như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác dùng thì nó sẽ đặt vào như này cho em. Đó. Thì khi mà các bác rán xào nấu mà nó có dầu có mỡ thì các bác chắn vào này cho em. Đó, xong là dùng xong thì mình lại bỏ ra thôi. Đấy thì nó rất là tiện. Thì mình ví dụ như là các cái phần dầu mỡ mà mình dùng
nó mình chiên rán nó bắn ra ngoài thì mình chỉ cần chùi đi là xong, nó sẽ dễ, rất là dễ lau chùi và sạch sẽ đấy, và rất là tiện ích luôn. Thì nó sẽ là bằng dạng là giấy bạc nhá, để các bác chắn dầu mỡ nó rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, dùng để mình chắn nó rất là tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 25.000 đây đấy, nó sẽ chắn như này các bác này. Thì khi mình nấu nướng thì dầu mỡ nó bắn ra, các bác dùng nó rất là tiện. Nên cho em là chắn dầu mỡ giá sẽ là 25.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái chai xịt chuột này. Đấy, hàng này nó cũng là hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 35.000 cho một chai xịt chuột như này. Đây, Made in Japan này. Đó, hàng của cái gì Tatsutamachi các bác này. Đấy. Đây. Đấy, Made in Japan nhá. Con này thì các bác lên cho em là xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn nhá, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn. Giá sẽ là 35.000 cho một chai xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn như này. Có kèm cho các bác là một cái đầu vòi xịt như này, về nhà các bác xoáy cái nắp này bỏ ra, xoáy cái này vào cho em. Đấy, chỗ nào mà nhiều chuột thì các bác xịt vào cho em. Đường đi nối lại hoặc các cái khu vực nào mà chuột nó hay cắn này, hoặc là máy máy ô tô các thứ, các bác nào có ô tô mà ít đi mà hay bị chuột chày nó xâm nhập thì các bác dùng con này cho em. Đó, giá sẽ là 35.000. Ở Nhật thì nó chuyên dùng cho các cái thành phố lớn này. Đấy, 35.000 cho một chai xịt chuột đuổi Vĩnh Viễn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái găng tay làm vườn này. Con này thì các bác chuyên dùng để mình sử dụng mình làm vườn này. Đấy, làm vườn dọn dẹp vệ sinh rồi nói chung là nhặt cỏ vườn các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì nó sẽ là một cái găng tay, nó sẽ có một chiếc bên phải là có cái phần cào cỏ như này nhá, cào như này. Thì các bác có thể vừa cào xới đất và nhặt cỏ này. Còn một chiếc bên này thì nó sẽ là bình thường như này. Và cái mặt này của nó bằng cao su nhá. Đấy, hàng này thì bên em thanh lý cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái đôi găng tay làm vườn như này thôi. 30.000 một đôi nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là găng tay làm vườn nhá. Giá sẽ là 30.000 một đôi như này. Các bác có thể dùng để mình cào đất, nhặt cỏ các thứ rất là ok luôn. Lên theo là găng tay làm vườn, giá sẽ là 30.000 cho một đôi găng tay làm vườn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tẩy lông giặt nhá, tẩy lông giặt. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này. 25.000 cho một hộp như này thì đây nó sẽ là một cái dòng viên tẩy các. Đấy, nó sẽ là cái dòng viên như này. Thì về nhà các bác cứ cho trực tiếp vào lồng giặt, sau đó thì mình tẩy, mình vệ sinh đi là xong. Đấy, nó rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái viên tẩy lồng giặt như này giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp như này thôi. 25.000 cho một hộp, mà tổng của nó sẽ được là đi 10 viên nhá. Đấy, 10 viên. Đấy, lên cho em là tẩy lồng giặt này. Lên cho em là tẩy lồng giặt nhá. Tẩy lồng giặt giá sẽ là 25.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì cứ khoảng một tháng các bác cho vào một lần cho em, và các bác bật cái chế độ tẩy lông giặt lên. Đấy, nó vừa sạch sẽ, vừa an toàn, vừa tiện dụng các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chai xịt bếp nhá. Cuối năm rồi thì các bác dùng cái chai xịt bếp này cho em. Đấy, con này thì chuyên tẩy xịt bếp nhá. Giá sẽ là 45.000, 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là dòng là chiết xuất từ chanh tự nhiên rất là thơm này, từ chanh tự nhiên rất là thơm này. Đấy. Thì khi các bác xịt ra nó sẽ là một cái dạng bọt như này. Một dạng bọt như này thì các bác cứ để cho em từ 5 đến 10 phút, sau đó thì các bác lấy bàn chải các bác kỳ cọ đánh đi. Thì con này nó sẽ là chuyên tẩy dầu mỡ rất là tốt luôn, tẩy dầu mỡ các vết bám dầu mỡ này, bám lên các cái dòng như là bếp ga này rồi các cái máy hút mùi các thứ là các bác tẩy rất là sạch luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt bếp nhá. Đấy, lên cho em là xịt bếp. Giá sẽ là xịt bếp này, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một cái bình xịt bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thanh cài dao nhé. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác có thể mua về để mình tân trang nhà cửa này, dọn dẹp vệ sinh rồi dao dựa các bác dắt lên cho nó ok. Thứ nhất là sạch đẹp, sáng bóng, thứ hai là sạch sẽ vệ sinh nhá. Đây, chiều dài của nó thì vào khoảng là đi 45 cm đó, và có 1, 2, 3, 4, 5 cái móc treo như này. Còn dao thì các bác dắt trực tiếp lên đây cho em. Lên cho em là thanh cài dao nhá, giá thì chắc 90.000. Có kèm ốc ác hẳn hoi cho các bác luôn nhá, có kèm sẵn ốc luôn. Đấy, có kèm sẵn sẵn ốc ác hẳn hoi như này thì về các bác sử dụng rất là đơn giản thôi, có ốc rồi. Về nhà các bác chỉ việc là bắt vít vào cho em là xong. Đấy, khoan bắt vít vào cho em, một là bắt lên cổng lên cửa, hai là các bác bắt lên tường, bắt lên tường. Đấy, có cả ốc sẵn cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì mùa chuẩn bị sang mùa mưa thấm rột rồi thì các bác dùng cái keo tôn này cho em. Lên cho em là keo 10 nhá, keo 10 bản của nó sẽ là 10 cm.
và giá thì sẽ là 40k nhá. 10 sen và dài khoảng 5 mét thì các bác bóc ra các bác dán lên cho em các cái phần tôn mà bị thấm rột nhá. Đấy, bên trên này của nó sẽ là một lớp giấy bạc này, giấy bạc chống nóng này, và bên dưới này của nó sẽ là một cái lớp cao su non thì các bác dán lên các cái vết nứt rất là ok luôn. Đấy, keo tôn nhá. Tiếp theo thì ngoài keo tôn thì bên shop cũng có một cái dòng keo chống thấm, đó là cái keo chai xịt chống thấm này. Đấy, thì cái này khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên sau đó thì các bác xịt trực tiếp lên các cái vết nứt như này các bác này. Đấy, xịt trực tiếp lên vết nứt như này. Đó, xịt trực tiếp lên này cho em. Đó, thì nó sẽ là các cái phân tử nano như này. Khi xịt vào thì nó sẽ lấp đầy các cái lỗ trống như này nhá, lấp đầy các lỗ trống như này và nó sẽ đông cứng lại thì nước nó sẽ không thấm rột vào cái lỗ cứng này được. Đó, lỗ trống này được. Giá thì sẽ là các bác lên cho em đó là xịt chống thấm nhá, bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá, xịt chống thấm này. Xịt chống thấm giá sẽ là 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này, 450ml các bác nhá, xịt chống thấm này. Đấy, thì đây, khi các bác xịt thì nó sẽ là phủ hết các cái phần khe hở như này và nó sẽ chống thấm rột rất là tốt luôn nhá. Đó, chống thấm rột rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn này. Đây. Đấy, găng tay thức ăn như này thì các bác có thể dùng trực tiếp để mình chế biến thực phẩm thức ăn này, hoặc là dọn dẹp vệ sinh này, hoặc là dùng các công việc đều ok hết nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất là nhỏ gọn tiện ích nhá. Nhỏ gọn tiện ích và hàng rất là dai thì các bác có thể dùng để mình gọi là dùng đa di năng được luôn. Đấy, thứ nhất là làm thực phẩm, làm thức ăn này. Đấy, chế biến đồ ăn này. Đấy. Chất liệu của nó là giấy bóng lụa nhá, siêu mềm và siêu dai luôn. Đấy. Siêu mềm siêu dai. Khi mà các bác đeo vào là nó như thật luôn, nó như thật luôn thì mình dùng nó rất là tiện ích. Đấy, kể cả em cầm bút em viết cũng rất là ok này. Găng tay thức ăn này, giá sẽ là 25k trên một hộp này. Số lượng từ 80 đến 100 cái nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp hũ đựng gia vị này. Giá sẽ là 15.000 trong cái hũ như này bằng thủy tinh nhá. Đấy, khi các bác về thì các bác lật ngửa cái phần này lên cho em. Nó sẽ có cho các bác một cái nắp đậy như này. Đấy, một cái nắp như này các bác này. Đấy, cái nắp đây. Và có thêm cho các bác một cái xìa luôn. Đó, một cái nắp như này. Con này ưu điểm của nó thì nó sẽ có sẵn cái xìa này luôn, các bác chỉ cần đậy cái xìa này vào thôi. Đấy, và khi mình xúc thì mình lấy đây này cho là xong. Đó, nó rất là tiện đây. Khi đậy vào thì ấn này xong, kín đáo sạch sẽ, không lo ruồi muỗi kiến gián này. Đấy, con này thì giá chỉ có 15k thôi mà chất liệu của nó thì lại là bằng thủy tinh cho nên là rất là sạch sẽ. Giá sẽ là 15k nhé. Bên mã giúp cho em đó là hũ gia vị nhá. Hũ gia vị 15k cho một cái hũ gia vị như này, 15.000 các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop lại tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Đấy, đây nó sẽ là cái bình như này thì các bác chuyên dùng để mình đựng nước rất là ok. Inox 316 này, dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá, dung tích 1 lít này. Ưu điểm của con này thì rất là tiện này, các bác chỉ cần mở nắp như này ra cho em là xong. Đó, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể uống trực tiếp này, hoặc là ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi hút tự động như này, thì các bác lắp một cái đầu này là một cái đầu vòi mềm này thì các bác lắp vào cho em, sau đó thì mình để xuống dưới đít này, để xuống dưới đít nhá, và một cái đầu vòi cứng này thì các bác lắp vào sau đó thì mình để lên trên này. Đấy, nó sẽ là đầu mềm này để dưới này, thì các bác chỉ cần lắp vào đây cho em là xong. Inox 316 này, sáng bóng đẹp này, giữ sạch sẽ này các bác này. Đấy, có quai đeo này các bác này, có quai đeo này rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, và khi các bác dùng thì cần mở cái nắp này ra là các bác mút trực tiếp vào cái đầu vòi này luôn. Đấy, hoặc có thể không dùng, không thích dùng cái nắp này thì các bác uống ở đây, uống cái đầu này hoặc mút ở đây. Đấy, đậy nắp lại này, ấn rong vào này, rất sạch sẽ luôn. Các bác có thể mua để mang đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch, thể dục thể thao đều ok hết nhá. Theo một cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ thì trong cái nước đóng chai là có sẵn vi nhựa, cho nên là các bác không nên dùng cái nước đóng chai nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là bình voi nhá. Đấy, bình voi giá sẽ là 160k nhá. Đấy, dung tích của nó thì khoảng 1 lít 2 đến 1 lít 3 nhá. 1 lít 2, 1 lít 3, hàng khá là to luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi túi vuông nhá. Con này thì sẽ là 190.000. Đấy. 180.000. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn đằng trước như này. Đấy, đằng trước có 1 2 ngăn này, đằng sau một ngăn là 3 này và một ngăn to là 4 này. Chất liệu của nó 100% là da bò tự nhiên, có màu xanh và màu xám nhá. Đấy, có quai đeo như này các bác này, có quai đeo như này. 180.000, bên trong có hai ngăn nữa, một ngăn khóa và một ngăn phụ. Có màu xanh và màu xám như này nhá, màu xanh màu xám đen như này. Đấy, gọi là màu xanh và màu xám, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Về nhà các bác cứ chuẩn bị bật lửa đây đốt thoải mái cho em. Đốt vô tư, đốt thoải mái, không phải lăn tăn. Đấy, tại vì con này thì
Bên shop bao cho các bác là 100% là da bò tự nhiên, cho nên là các bác không phải nghĩ nhá. Đấy, 100% là chất liệu của nó là da bò tự nhiên, cho nên là dùng nó rất là thích các bạn. Đấy, dùng rất là ngon lành cho các bác luôn. 100% là da bò tự nhiên như này. Đó. Về nhà các bác có thể lấy máy lửa đốt vào đây, đừng đốt vào cái chỗ phần chỉ, phần khóa này là được. Đấy, khóa bằng đồng các này, khóa bằng đồng rất là ngon luôn. Có ngoài đeo sách đồng hành chiều cao 25, chiều rộng 20. 180.000 cho một cái túi da bò như này nhá. Bên em là túi vuông 180.000. Đó, rất hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái điện thoại 4 sim này. Đấy, đây nó sẽ làm con điện thoại rất là chất lượng như này. Đấy, 4 sim cho các bác sử dụng luôn. Về nhà thì các bác bóc cái màng ra cho nó, sau đó thì lắp sim vào cho em. Sim thì ở dưới đít này nhá. Đấy, 4 khai sim luôn. Giá sẽ là 450.000. 450.000 trong con điện thoại 4 sim như này. Rất tiện ích nhá. Con này thì có cả đèn pin này. Các bác ấn này lên cho em là một con đèn pin rất là sáng luôn nhá. Các bác có thể dùng là đi ban đêm nhá. Là một con đèn pin chứ không phải đèn led đâu. Có máy chụp ảnh các thứ đàng hoàng. 450k cho con điện thoại 4 sim như này. Rồi ok. Hello chào các bác nha. Hôm nay thì Phạm Huấn sẽ lên thanh lý cho bác một số cái mã hàng bên em. Đấy thì các cái mã thanh lý này thì về cơ bản là các bác phải chuyển khoản hết thì bên em mới gửi hàng. Tại vì nó đã là hàng thanh lý cái giá nó rất là tốt rồi. Cho nên là tránh cái việc là bom hàng, nên là các bác cứ chuyển khoản thì bên em đi đơn thôi, không chuyển khoản thì thôi các bác nhé. Đó. Đấy thì cái số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên đó là cái nồi cơm điện hàng của thương hiệu nồi cơm điện hàng của thương hiệu Sáp nhá. Con này thì đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi cơm mà đầy đủ như này. Bên em đang bán là 500. Đấy 500. Con này thì một bác khách bác ấy về bác ấy đã nấu và nó bị lỗi cái mâm như này các bác này. Đấy nó bị không phải lỗi cái mâm mà con này là bác ấy về bác ấy nấu nhưng mà nó con này là nó sẽ bị là gọi là nó nảy sớm, nhưng mà em về em sửa được rồi. Thì con này em đang bán là 500. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000. Hàng thì đã ok ngon lành nhá. Đấy nó hơi bị cái lỗi là nó nảy sớm. Đấy nó nảy sớm thì em về em đã khắc phục được rồi. Đấy nó là bị lỗi nảy sớm thôi. Em đã khắc phục được rồi nhá. Đấy thì con này bên em sẽ thanh lý cho các bác với giá đó là 350.000 nhá. 350.000 chưa bao phí ship và các bác phải chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mã nồi số 1 nhá. Mã nồi số 1 350.000. Đấy thì em viết trực tiếp ở đây luôn, số 1 này. 350k nhá. 350.000. Mã số 1 này là 350.000 nhá. Đấy, em đang bán là 500. Cái này thì nó đã qua nấu một lần rồi. Và cái bác khanh này bác ấy nấu xong thì nó bị nảy sớm. Nảy sớm thì em đã khắc phục được rồi nhá. Và bán thanh lý cho các bác cái giá là 350.000 các bạn. Đấy. Tiếp theo thì đến một con nồi cúc cu này. Đấy. Để em làm nốt cái nồi Sáp đi. Mở ra luôn. Đây nhá, con này nó sẽ là mã số 2 các bác nhá. Con này thì cái mâm của nó có vấn đề như này rồi này. Đấy cái mâm nó có vấn đề như này rồi. Thực tế nào em giới thiệu lên các bác như thế. Thì con này các bác mua về thì các bác có thể mang ra thợ mình thay cái mâm này cho em là xong. Đấy, mình thay cái mâm này thì rất đơn giản thôi. Thay cái mâm này thì nó chắc là nó chỉ mất vài chục đến 100.000 thôi. Và con này thì bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 250.000 nhá. 250.000. Và không bao phí ship nhá, không bao phí ship. Giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 không bao phí ship cho các bác luôn. Đó. Mã này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mã số 2 nhá. Mã số 2. Giá sẽ là 250k nhá. 250.000 và không bao phí ship nhá. Yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy. Con này thì nó lỗi ở cái mâm. Đây, nó lỗi ở cái mâm, thực tế cái mâm nó sẽ như này. Đấy, thực tế cái mâm nó sẽ như này các bác này. Đấy, thì nó lỗi ở cái mâm này. Con này thì về nhà các bác phải thay mâm nhá, thay mâm đi. Đó. Và giá thanh lý cho bác sẽ là 250.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con số 3 nhá, con số 3. Con này của nó thì con này của nó thì nó sẽ là bị cái lẫy này nó không ăn này. Đấy thì các bác về các bác mang thợ các bác sửa nhá. Con này bên em đang bán là hàng còn mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này chưa qua sử dụng nhá. Đấy và nó chỉ bị lỗi ở cái lẫy thôi. Đấy thì về nhà các bác khắc phục cho em cái lẫy là xong. Đó. Con này thì khắc phục cái lẫy thì các bác mang thợ sửa mất vài chục thôi. Em thì em cũng không có chuyên môn nên em ngại sửa cho nên là em thanh lý cho các bác cho nó nhanh. Đó thì các bác lên cho em mã này nó sẽ là mã số 3 nhá. Mã số 3 này, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là con số 3 này. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là con này em đang bán là 450, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 330.000 nhá. 330k. 330k cho một con mã số 3 như này. Hàng này thì của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Đấy. Tiếp theo thì một cái con mã số 4 này. Con này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất các bác nhá. Nhật xuất. Đấy, sử dụng điện 220V và của thương hiệu Casta này. Đấy, con này thì nó chỉ bị
nứt mất một ít ít thì thôi. Đấy, còn hàng vẫn ngon, dày dẫn chắc chắn, nấu ngon bình thường các bác nhá. Đấy, dày dạ của nó rất là ngon luôn. Mầm miếc nồi rất là dày dẫn nhá, nồi ôm ngon. Đó. Và con này thì bên em cũng đang bán là 500, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá, 390k. Đó, 390k. Giá thì không bao gồm phí ship nhá. Mã số 4 nhá. Đấy, mã số 4. Đấy, 390.000 cho con nồi này. Đấy, 390.000 nhá. Đang bán là 500. Đấy, 500 thanh lý nốt cho bác với giá 390.000 thôi. Không bao gồm phí ship các bạn. Dây dạ các thứ đầy đủ luôn. Đó. Con này thì nó chỉ hơi bị một tí cái đít thì thôi này. Đấy thì không có hề hấn gì cả nhá. Không có hề hấn gì cả. Đó, hơi bị nứt tí cái đít thì thôi các bác. Đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, rất ngon lành nhá. Con này thì thanh lý nốt cho bác với giá đó là 390.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop còn 4 cái chảo gang này nữa này. Cái chảo gang này thì nó sẽ là bị mất quai, thì về nhà các bác chế cái quai vào cho em. Em đang bán là 100.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 trong cái chảo gang như này nhá. 40k trong cái chảo gang như này, đường kính là 13 cm, nặng khoảng 5-6 lạng, rất là nặng luôn. Đó, thì các bác có thể mua về để mình chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok, và về nhà các bác tự chế cái quai vào đây cho em, tự chế cái quai vào đây nhá. Đấy, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là cái mã cào xẻng làm vườn nhá. Cào xẻng làm vườn như thế này. Đấy, con này đang bán là 30.000, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 15.000 cho một chiếc cào xẻng làm vườn như này nhá. 15k. Đó. 15k cho một cái cào vườn như này. Đấy, các bác lên cho em là cào đất nhá. Cào đất thanh lý nốt cho bác với giá đó là 15.000 nhá. 15.000 cho một cái mã cào đất như này này. Đấy. Con này thì sao đây? Con này thì nó sẽ là một cái phích đun sôi nhá. Con này vẫn đun được cái gì? Hả? Một cái phích đun sôi như này các bác này. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng vẫn đun ngon lành, nhưng mà khi vận chuyển nó bị móp như này này. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ này thôi. Thì em đang bán là 180.000 nhá, 180.000. Thanh lý nốt cho các bác. Đấy, cái lỗi nó bị móp nhẹ này thôi. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130k nhá, 130k cho con phích đun sôi như này. Đấy, 130.000. Hàng thanh lý yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, nó hơi bị móp nhẹ như này thôi. Còn tất cả các thứ bên trong là vẫn nấu, vẫn đun, vẫn triển khai ngon lành các bạn. Đấy, nó chỉ bóp móp mất tí cái mép ngoài này thôi. Đấy, thì thanh lý nốt cho bác giá là 130.000 nhá. Đang bán là 180 đấy, thanh lý nốt cho bác 130.000. Đó. Tiếp theo thì đến cái con đây. Đấy, đó là cái con máy xay khô các bác này, máy xay khô. Đấy. Con này thì nó vẫn chạy bình thường, nhưng mà nó bị vỡ mất cái nắp này các bạn. Đấy, nó bị vỡ mất cái nắp như này. Cái nắp này nó hơi bị vỡ mất cái mép này. Đấy, thì em đang bán là 120, thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 50.000 nhá, 50k. Đó, 50k cho một con máy xay khô như này. Đấy, giá thanh lý cực hạt rẻ luôn. Đấy, máy vẫn chạy bình thường nhá, máy mới tinh. Cái này là do vận chuyển nó bị vỡ này, nó ném nó vỡ thì là nó mất cái mép này đi. Thì vẫn cái lẫy này vẫn còn, và các bác dùng bình thường. Đấy, khi các bác xay thì các bác chỉ cần giữ cái tay này cho em là xong này. Đấy, để tránh cái việc nó bị sập xuống thôi. Đó, và như này là con này vẫn dùng ngon lành. Giá thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 50k nhá. 50k cho cái con máy xay khô như này. Giá thanh lý nốt cho các bác 50.000. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop có hai cái cân cân 10 nhá. Đấy, con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu, thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy. Đấy, em không biết là nó lỗi như nào thì về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này em đang bán là 160.000. Đấy, 160.000. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 70.000 thôi. 70.000 cho một con cân như này. Đấy. Thì về nhà các bác có thể sửa sang xem nó như nào. Đấy, nó lỗi ở đâu thì về nhà các bác khắc phục cho em nhé. Đấy, lỗi nó lỗi số này này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 60k nhá. 60k một chiếc như này. Đấy, 60k một chiếc như này nhá. Đấy, thanh lý cho các bác cân 10 là 60k, em còn 2 cái, thanh lý nốt cho các bác. Đấy, còn 2 chiếc này. Đấy. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì con máy xay Osaka dòng có dây điện ở đây xem nào. Thế sao mà con máy xay Osaka như này các bác nhá. Đấy, con này thì không biết là nó dòng dây điện đây cho anh. Không biết là nó bị làm sao đây. Đấy, thì để em test xem nó làm sao để em thanh lý nốt cho các bác. Con này thì có thể là máy vẫn đang chạy.
Con này thì máy chạy bình thường nhá. Đấy, máy chạy bình thường em đang bán là 145.000, nhưng mà nó bị mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy, nó chỉ có bị mất cái gioăng ở đây thôi. Mất cái gioăng ở đây các bác này. Đấy thì về nhà các bác có thể mua hoặc là chế thêm cái gioăng này vào. Đấy thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con máy xay Osaka như này. Đấy, con này thanh lý nốt cho bác giá là 100k nhá, 100k. Nó chỉ bị mất cái gioăng ở đây thôi các bác nhá. Đó, máy chạy bình thường. Đấy thì đây, đây cũng là một cái con máy xay khô này, máy xay khô còn hai con nhá. Con này nó bị vỡ cái nắp như này, nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường các bạn. Đấy, vỡ nắp thôi. Đây nó bị vỡ, nó vận chuyển nó vỡ cái nắp này các bạn này. Nhưng mà cũng vẫn dùng bình thường nhá. Đây để em cắm test điện cho các bác xem nào. Đấy, đây. Đấy, tức là vẫn xay bình thường các bác nhá, vẫn xay bình thường. Đấy, nó chỉ vỡ cái nắp này thôi. Vỡ cái nắp này thôi các bác nhá. Đấy, nó chỉ bị vỡ mất cái nắp này thôi các bạn. Đấy thì cũng giống như con này thôi. Hai con này để em test thử con này xem có phải nó bị. Đấy, con này cũng chạy bình thường các bạn. Đấy. Thì thanh lý nốt cho bác mỗi con này 50.000 nhá. Mỗi con này 50.000 này. Đấy. Tiếp theo thì đến một cái con đèn bắt muỗi này. Đèn bắt muỗi đen này. Đấy. Con này cũng vẫn lên bình thường. Đấy. Vẫn lên bình thường đấy các bác này. Không có hề hấn gì luôn. Đó, đèn bắt muỗi đen vẫn lên bình thường để em test xem nó còn có cái độ chập không nhá. Đấy, con này thì nó vẫn lên đèn, còn không biết là cái tính năng chập để bắt muỗi của nó còn hoạt động không, nên em thử cho bác xem này. Đó. Con này như vậy là cái tính năng chập bắt muỗi của nó hỏng rồi. Bác nào sửa được thì em thanh lý nốt cho bác nha. Em đang bán là 100.000. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 30k nhá. 30k cho con đèn bắt mũi đen như này. 30.000 cho bác nhá. Đó. Tiếp theo là một cái con bóng đèn 5 cánh này. Bóng đèn 5 cánh các bác này. Đấy. Con này thì nó hỏng mất rồi. Đấy, nó hỏng mất rồi các bạn. Đấy, con đèn 5 cánh này là nó không lên. Đấy. Nó không lên thì con này em thanh lý cho các bác với cái giá đó là 30.000 nhá, 30.000. Đấy, con đèn 5 cánh này là 30.000. Không biết nó hỏng ở đâu, về nhà các bác tự sửa nhá. Đấy, 30k không nhá. 30k cho con bóng đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì một cái con ấm trong ruột bị làm sao? Một cái con fit đun sôi nhá. Đấy, một con fit đun sôi như này. Con này thì cũng bình thường các bác nhá. Đấy, con này thì không hề có lỗi lầm gì, nhưng mà nó dạng như là nó cái vỏ nó kém, thì bên em cũng bán thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 140.000 nhá. Đấy, 140k. Đấy. Tức là fix đun sôi thì em có hai mẫu. Mẫu này thì không bị bọp, mẫu này không bị bọp nhá. Thanh lý nốt cho bác với giá là 140.000. Còn mẫu này thì nó bọp nhẹ thì thanh lý nốt cho bác với giá là 130.000 nhá. Hai mẫu như nhau thôi. Đấy, con kia thì bị bọp, còn con này thì cái vỏ nó hơi kém thì là em thanh lý đó. Tiếp theo thì một cái mic karaoke nhá, mic karaoke. Con này thì em không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì em cũng không biết. Con này em đang bán là 100, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá, 40.000 cho con mic karaoke như này. Đấy, lên cho em là mic karaoke nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên em còn mấy cái quạt cổ này. Đấy, con này thì giá thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc nhá. Đây. Vẫn dùng bình thường này. Các bác mua về để mùa hè mình sử dụng nhá. Đấy. Vẫn chạy rất là mát luôn. Đấy. Chạy rất là mát luôn. Thanh lý nốt cho bác cái quạt cổ này sẽ là 20k nhá. 20k. Xả kho thanh lý nốt cho bác 20.000. Đấy, tiếp theo thì đến cái quạt cổ này thì em còn hai con nữa này. Đấy, không biết con này thì còn chạy hay không thì em sẽ test sau. Đó, còn con kia thì vẫn chạy bình thường. Thanh lý 20.000. Đấy thì tiếp theo là đến cái bộ ấm mặt trời nhá. Hàng thì còn nguyên vẹn này. Riêng khi mà vận chuyển thì nó bị nứt mất cái này này. Đấy, nứt mất cái này. Với lại vỡ mất cái khay này. Vỡ mất cái khay này thì em đang bán là 140. Thanh lý nốt cho bác giá chỉ có một nửa tiền thôi. 70.000 nhá. 70k. Đấy, lên xem là bộ ấm mặt trời 70.000. Thì bộ này vừa là nứt nó nứt hai cái khay luôn. Còn bộ này thì để em xem nó nứt cái gì. Bộ ấm mặt trời này thì em có hai bộ nhá, có hai bộ. Đấy. Bộ này thì không có khay nhá, nó không có cái khay kia, còn cái khay này thì còn. Khay này thì còn nhá. Đấy, nó bị mất cái khay kia. Thanh lý nốt cho bác bộ này giá sẽ là 80.000 nhá. Bộ này sẽ là 80.000. Một bộ 70.000, một bộ 80.000.
Tiếp theo là cái con robot hút bụi này. Thì bên em có 3 con. Thì hàng này là không biết nó lỗi ở đâu như nào thì về nhà các bác tự sửa thôi. Thanh lý nốt cho bác, em đang bán 120.000, thanh lý nốt cho bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một con robot hút bụi như này. Về nhà các bác tự sửa cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là em báo luôn là hàng bị lỗi rồi. Còn lỗi đâu như nào thì em không biết. Thanh lý 40.000. Đó là con robot này thì em có 3 con nhá. Con robot này thì em có 3 con. Đấy, cơ bản các mã như vậy rồi. Xin chào các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì các bác tưng bừng kiểm tra cùng với ship cho em và cũng làm sao mà để ý cân nhắc trước khi mua hàng. Tránh cái việc là hàng gửi đến thì các bác tỏ tí tia các bác nhá. Đấy thì bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi. Đấy thì cứ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn nếu mà dưới 200 thì các bác cộng cho em 30.000 thì ship nữa. Đó, giá thì hàng thì rất là nhiều, mẫu mã các mặt hàng và rất là nhiều video em lên hàng ngày. Hàng ngày hàng giờ đều có video lên, các bác chỉ cần gõ là shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi là sẽ ra. Đó thì hàng Nhật, hàng Thái, hàng Đức đều có cả nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dầu đầu Clear của thằng thương hiệu Clear, và hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan. Đó, con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua bây giờ thì nó vào khoảng là 150 đến 200, 150 đến 200 nhá. Đấy, nhưng mà riêng hôm nay bên shop bán cho bác giá chỉ có 90.000 cho một lọ dầu đầu Clear này thôi. Dung tích của nó sẽ là vào khoảng 450ml các bác nhá. Đây, hàng sản xuất ở Bangkok, Thái Lan các bác này. Bangkok, Thái Lan. Đó, đây các bác xem rất rõ luôn nhá. Unilever nhá, Unilever, hàng có thương hiệu nhá. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 90k cho một lọ dầu đầu Clear như này, và có cho các bác là màu xanh và màu trắng, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, dung tích của nó thì gần nửa lít nhá, gần nửa lít. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái chai dầu nóng Hàn Quốc nhá. Dầu nóng Hàn Quốc này. Đấy, một cái lọ này thì dung tích của nó thì nó sẽ là vào 100ml. Dòng này thì các bác chuyên dùng để mình chuyên trị đau mỏi xương khớp này, đốt sống lưng, đốt sống cổ và vai gáy này, đốt sống lưng, đốt sống cổ, vai gáy. Hàng thì 100% là hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc như này. Dầu nóng Hàn Quốc thì các bác bôi vào thì nó chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy nhá. Có cái này để các bác massage trước khi mình bôi này, rất là tiện luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một lọ dầu nóng Hàn Quốc như này. 40.000 nhá. Đấy. Hàng này thì các bác chuyên trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng. Đấy, các bác chuyên đau xương khớp thì dùng cái này cho em, rất là tiện. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi lau bàn bếp nhá. Đấy. Giá thì siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 40 cành thôi. Không thể tin nổi luôn nhá. Đấy. Chỉ có 40 cành cho một con chổi lau bàn bếp này thôi. Đấy. Về nhà các bác bóc cái này ra cho em này, bóc cái này ra này. Đấy, sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào cho em này, đẩy cái lẫy này vào. Đấy, coi như là để mình lắp cái chổi này vào đây. Lắp cái phần mút này vào đây. Đấy. Và các bác dùng để mình lau bàn bếp, lau cửa kính các thứ đều được cả nhá. Khi mình vắt thì mình giặt thì mình chỉ cần kéo này cho em là xong. Rất tiện luôn, không cần phải động tay động chân. Đấy, mình kéo như này là nó sẽ tự vắt này, còn mình đẩy ra là nó sẽ dùng để mình lau chùi giặt rũ này. Và con này nó cũng có thể xoay đảo như này thì rất là tiện luôn nhá. Nói chung là con này thì dùng là rất là xịn rồi. Mà giá thì chỉ có 40k thôi. Lên cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một con chổi lau bàn bếp như này. Đấy. Lên cho em là chổi lau bàn bếp, giá sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen. Đó, hàng rất đẹp, rất tuyệt vời cho bác luôn. Chất liệu của nó thì thép gió phủ titan. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thép gió phủ titan như này. Đấy, kích thước của nó thì nó sẽ là 416, 420 và 432 nhá. 416, 420, 432. Đấy, có 3 mũi khoan tháp này và 3 mũi tazogen. Đấy, 3 mũi khoan kèm tazogen luôn nhá. Đấy, vừa khoan vừa tazogen luôn thì rất là tiện. Đấy, và bộ này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000. Tươi. Các bác lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k. Đó. Mũi khoan đỏ này. Giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ này. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ giá sẽ là 110k nhá. 110k. Đó, cho hộp mũi khoan đỏ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan tháp, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu nhá. Đấy, thì hộp mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu như này. Thì ở đây nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi luôn, 5 mũi như này nhá. 5 mũi
Đấy, 5 mũi khoan tháp như này. Chất liệu của nó cũng là thép gió phủ titan và có kèm cho các bác thêm một cây lấy dấu như này nữa. Kèm một cây lấy dấu như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật nhá. Con này các bác chỉ cần là dập này là sẽ có dấu này. Đây, dấu rất là rõ luôn các bác nhá. Đấy. Các bác chỉ cần ấn lên cho em là có dấu này. Đấy. Thì cây này các bác chuyên dùng để lấy dấu nhá. Một cây lấy dấu bằng đồng này. Kèm thêm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp như này. 1 2 3 4 5 này. Đấy, kèm cho các bác là 5 cây mũi khoan tháp như này. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái hộp mũi khoan tháp như này. Giá của nó chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu nhá. 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu này. Giá của nó sẽ là 180.000. Đấy. Hộp khoan tháp nhôm này. Hộp khoan tháp nhôm nhá. Đấy. Hộp khoan tháp cái này nó sẽ là hộp nhôm nhá, hộp khoan tháp nhôm. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp nhôm này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 trong cái hộp như này. Thì bên em có hai mẫu nhá. Hộp này thì nó sẽ là mũi khoan tháp đỏ này và hộp này là mũi khoan tháp nhôm này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái dòng búa. Đấy, bên shop mới về cho các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Asaki. Con này thì cân nặng của nó khoảng 3 lạng và chiều dài của nó thì vào khoảng là 25 cm và giá thì sẽ là các bác lên cho em là búa A1 nhá. A1 nhỏ, giá sẽ là 80.000. Cầm anh cái búa lùn như đây. A1 nhỏ 80.000 nhá. 80.000 cho cái A1 nhỏ như này. Đấy. Tiếp theo là sẽ có con A2 to nhé. A2 to. Đấy. Con này sẽ là con A2 to. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhé. Lên cho em là A2 to này. Khoảng 30 cm nhé. Và con này sẽ là 130.000 nhé. 130.000. Đó. Chiều dài khoảng 30 cm. Và búa thì nặng vào khoảng là 6-7 lạng. Khoảng 6-7 lạng. Cán của nó thì đều là dòng cán của nó thì đều là dòng cán cán bằng thép nha. Và có bọc nhựa nhé. Cán thép có bọc nhựa. Hàng này có thương hiệu Asaki của Nhật này. Asaki, hàng Nhật thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, mới 100% luôn. Tiếp theo thì em có cái búa lùn hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu của Nhật luôn. Đó, cán của nó thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc bọc cao su non như này. Đấy. Và con này thì các bác lên cho em là búa lùn nhá. Con này em đang bán là 90.000. Đợt này về cho bác giá chỉ còn là 65.000 cho một con búa lùn như này thôi nhá. Đấy, lên cho em là búa lùn nhá. Giá sẽ là 65.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Đó, lên cho em là búa lùn này. Các bác lên cho em là búa lùn, giá sẽ là 65.000 nhé. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 15 cm, cân nặng thì khoảng 2 lạng rưỡi. Và búa thì được làm từ sợi cán thì được làm từ sợi thủy tinh và bọc cao su non nhé. Dùng thì cực kỳ là đầm tay, chắc chắn và rất là tuyệt vời luôn. Con này các bác dùng để vừa đóng vừa nhổ đinh, vừa làm thợ làm nghề hoặc sử dụng lặt vặt trong gia đình đều ok. Giá thì chỉ có 65.000 thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn. 65.000 cho một con búa lùn như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ghế hơi nhá. Đấy, ghế hơi thì con ghế to này của nó thì nó sẽ là một chiều là 1m16 này. Đấy, một chiều là cao là 98 này. Đấy, cao 98 này, dài 1m16 và rộng là 83 nhá, là cái con to này. Còn con bé này thì là nó sẽ là 62 62 30. Đấy thì về nhà các bác chỉ việc bơm lên cho em là mình dùng thôi, bơm lên thì nó sẽ đúng như trên hình như này. Và giá sẽ là 350.000 nhá, 350.000. Các bác có thể mua để mình nằm xem phim, nghe nhạc, thư giãn, lướt TikTok đều ok hết. Các bác nhá, khi các bác bơm lên thì nó rất là to như này các bác này. Đấy. Các bác có thể nằm này nghe nhạc này. Đấy. Đấy, nhảy nhún thoải mái luôn. Kể cả hai người tầm một tạ cũng hoặc hơn một tạ cũng vẫn ngồi vào ok nha. Cái ghế này nó rất là cứng cáp luôn. Thì các bác chỉ cần bơm lên cho em như này là xong. Đấy. Bề mặt của nó sẽ là nhung mịn nhá, nhung lộn, nhung mịn rất là đẹp luôn. Và bên dưới của nó là cao su nhá. Đấy. Rất tuyệt vời luôn, giá thì chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nhá, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 30 chiếc đây, 30 chiếc này, hàng của Hàn Quốc. Đấy, con này thì nó bán trong các hệ thống siêu thị thì nó đang bán cho các bác cái giá đó là 36.000 Việt Nam đồng nhá. Đây. 36.000 Việt Nam đồng này, hàng Korea của Hàn Quốc này. Đấy nhá, Korea các bác nhá. Đó, Korea Hàn Quốc. Và nó bán cho các bác với giá là 36.000 Việt Nam đồng. Nhưng mà riêng hôm nay thì chương trình tri ân cho khách hàng, bên shop bán cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, đây, được làm từ sợi than tre này. Giá rất là mềm, hạt rẻ cho các bác nhé. Đủ màu sắc luôn. Các bác có thể mua cả hộp như này để mình dùng dần này. Hoặc là nhà có khách khứa tết nhất thì các bác bỏ ra cho mỗi người một chiếc. Rất là ngon, sạch, đẹp và lịch sự nhá. Đấy, 4 cái là sẽ là bằng 20k này. 10 cái là sẽ là bằng 40k này. Đấy, và mua cả hộp này cho em đi, cả hộp là 30 chiếc nhá. 30 cái thì sẽ là bằng 110k nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này, được làm từ sợi than tre, hoạt tính kháng khuẩn, bỏ trong cái rổ vuông.
chạy thanh tre hoạt tính kháng khuẩn, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm, đó là cái bộ rổ vuông nhá. Bộ này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Thứ nhất là giá này, lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một cái bộ rổ vuông như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi. 3 đôi các bác nhá. Đấy thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi thì nó sẽ cứ là một chậu một rổ như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 đôi tức là 6 chi tiết đấy. 6 món nhá, 6 món như này. Đấy, gọi là 3 đôi. 3 đôi như này các bác nhá. Đấy. Thì đôi nhỏ nhất thì khoảng là 23 cm và đôi to nhất thì khoảng 35 cm. Đấy, đôi to nhất của nó là đôi này. To nhất thì khoảng 35 cm như này nhá. Đấy. Thì các bác có thể dùng nó rất là tiện ích luôn, em thấy cái này thì tính ứng dụng của nó rất là cao luôn nhá. Thứ nhất là mình dùng để rửa rau này, đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Hàng của nó sẽ là hàng của Việt Nhật như này thì các bác yên tâm mà sử dụng này. Đấy, ngoài ra thì nó là hàng làm cái dòng nhựa siêu dẻo như này các bác này. Đây. Các bác thấy không? Đây. Nhựa siêu dẻo như này các bác dùng thì bền vĩnh cửu luôn. Đấy các bác thấy không? Đấy. Bền vĩnh cửu cho em nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ rổ vuông 90.000 cho 3 đôi như này. Đấy, 3 đôi như này tính ra là vào các bác mua chỉ có mất 30.000 cho một bộ thôi. 30.000 cho một bộ thôi. Quá rẻ luôn các nhá. Đấy 30.000. Đấy, còn tính ra là 6 món, 6 món như vậy là tính đi là 65 65 90 35 45 45 60 65 90 các bác nhá. Đó thì mất chỉ có 15.000 cho một món như này thôi. Đấy mà hàng thì hàng là hàng Việt Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là chuẩn bị Tết nhất đến nơi rồi. Thì các bác có làm tí lẩu nướng thì đây. Nay bên shop về cho bác cái nồi lẩu nướng này. Hàng của thương hiệu Sun Hau nhá. Đấy, hàng thương hiệu Sun Hau đây. Đấy. Con này thì giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá, nồi lẩu nướng. Đấy, đây nó sẽ là con nồi lẩu nướng. Rất đẹp như này. Đấy. Con này thì cái hả? Chiều dài của nó thì vào khoảng là chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là đi 35 cm và chiều rộng của nó là 20 cm. Khá là to luôn. Đấy, rất là tiện ích này. Có cái phần cắm điện đây. Và dòng này sẽ là dòng tráng đá chống dính nhá, tráng đá chống dính. Công suất của nó thì sẽ là 1.500W, sử dụng điện 220V. Đấy. Các bác dùng để ăn đồ nướng thì rất tuyệt vời luôn. Chỉ cần đặt lên như này, cắm điện vào, sau đó thì để đồ ăn lên đây. Dòng này nó sẽ là tráng đá chống dính và các bác hứng mỡ ở dưới này cho em nhé. Đặt cái bát ở đây để mình hứng mỡ xuống là xong. Đó, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 350.000. Bên shop đã bao ship lên tận nhà cho các bác luôn, hàng tráng đá chống dính như này. Các bác dùng để ăn lẩu, ăn đồ nướng thì cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy, giá thì khá là hợp lý, 350.000. cho một con nồi lẩu nướng như này. Đấy các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái nồi nướng mà giá hợp lý như này đâu các bác. Đấy. Hàng thì hàng của hãng nhá. Rất chất lượng cho các bác rồi. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới anh em các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này thôi. Các bác lên cho em là nồi lẩu nướng nhá. Đấy, nồi lẩu nướng, giá sẽ là 350.000 cho một con nồi lẩu nướng như này đây. Các bác có thể dùng để ăn đồ chiên, đồ nướng rất là ok nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp từ này, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, bếp từ hàng của thương hiệu Philips đây. Con này thì hàng sản xuất ở Thái Lan nhá, hàng sản xuất ở Thái Lan. Giá thì sẽ là hả? Bao nhiêu? 470.000 cho con bếp từ như này nhá, hàng sản xuất ở Thái Lan nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là một con bếp rất là tiện ích cho các bác này. Đấy, hàng thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan đây, made in Thái Lan các bác này. Đó. Thì mặt của nó sẽ là mặt kính cường lực này. Đấy, bên trong của nó đều là quấn dây bằng đồng hết này. Đấy, đồng đỏ au các bác nhìn cho kỹ này. Đấy. Và giá thì sẽ là 470.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Trước khi các bác sử dụng thì đầu tiên là các bác cắm điện vào cho em này, sau đó thì các bác giữ cái nút khóa tay này để nó bật nguồn lên này, sau đó các bác nhấn dương để lên này, rồi các bác chọn các chế độ chiên rán xào nấu cho em. Đấy, chiều rộng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 30 cm, gần 30, 28 cm, và chiều dài của nó thì cũng khoảng 30 mấy cm. Đó, nói chung là bếp từ này nó sẽ là bếp từ một nồi nhá, một nồi. Giá sẽ là 470.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đây. Hàng thì nó sẽ tặng kèm cho các bác một cái nồi như này nhá. Và cái nồi này khi gửi đến các bác là nó sẽ bị bẹp. Đấy, nó sẽ bị bẹp, nói thẳng thế luôn. Hàng này là hàng tặng chứ không có bán nhá, hàng này hàng tặng không có bán. Và gửi đến cho các bác thì thường là cái nồi này nó sẽ bị bẹp, tại vì hàng này nó sẽ là khá là mỏng nên là bẹp, các bác cũng cố mà nhận nhá.
Đấy, em tặng cho bác cái nồi này thôi chứ không có bán đâu nhá. Không bán cái nồi này. Đó. Thì ở đây nó sẽ là công suất của nó là 2000 đến 2500W này, điện 220V nhá. Một chiều là 32 cm, một chiều là 39 cm. Đó. Kích thước cơ bản như vậy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo, đó là cái các bác lên máy giúp em, đó là cái khăn lau kính các bác nhá. Đấy, khăn lau kính này. Đây. Một bịch này sẽ là 50.000, 50.000 cho một bịch này. Bao gồm cho các bác là 1 2 3 5. Bịch này là 10 chiếc nhá, 10 chiếc. Con này thì chuyên dùng để lau kính các bác nhá, lau kính này, lau cửa kính, lau bàn kính, rồi nói chung là các cái đồ liên quan đến kính là các bác lau cực kỳ là sạch luôn. Đấy, lau kính nó sạch lắm. Thì con này nó chuyên để lau kính. Lên cho em là khăn lau kính nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một chiếc như này. À, một bịch như này bao gồm là 10 chiếc. Đấy, thì chiều dài của nó vào khoảng là 35 cm và chiều rộng cũng khoảng 35 cm, nó hình vuông. Lên cho em là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Khăn lau kính nhá, giá của nó sẽ là 50k trên một bịch như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi vân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được sạch sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Hãy trang bị cho mình khăn lau kính và xe ma thuật, chống vết mờ hoàn hảo cho công việc làm sạch của bạn. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi vân và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được sạch sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đây nha, khăn lau kính 50.000 một bịch các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ lưỡi kem. Bộ này thì cơ bản của nó là từ 30 đến 35 lưỡi, hàng về tùy theo lô nhá. Nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là 30 cái lưỡi, một bàn cạo và một cái lọ kem. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có 60 cành thôi, các bác mua về dùng cả Tết luôn. Đấy, cả Tết cả năm luôn. Bộ nó sẽ là bao gồm là khoảng 30 lưỡi như này. Lưỡi của nó sẽ là bộ lưỡi kép 2 lưỡi này, một bàn cạo này và một lọ kem. Đấy, giá chỉ có 60.000 thôi các bạn. Giá không thể tin nổi luôn. Giá rất là sốc các bạn. Đây. Đấy, và của nó sẽ là dòng lưỡi kép như này các bạn này. Đấy. Hai lưỡi kép như này, siêu sắc bén cho các bác luôn. Dùng để cạo râu thì rất là tiện ích, và các bác mua một cái bộ này là dùng quanh năm ngày tháng luôn. Có tới 30 lưỡi, 30 lưỡi mà một năm của nó là có mấy chục tuần đấy, thì các bác cứ dùng dần thôi nha. Là ok, dùng cả năm. Các bác cứ dùng cả năm là ok. Combo cho các bác một cái bộ như này bao gồm cho các bác là 30 lưỡi, một lọ kem, một bàn cạo. Một năm hết có 60.000. Quá rẻ mạt các bạn. Đó. Thì các bác cứ mua cái bộ này là mình dùng dần chưa. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Giá sẽ là 60 cành. 60k cho cái bộ lưỡi kem như này. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái con máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D. Con này thì sẽ là 100 mấy nhỉ? Giá sẽ là 95.000 nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, máy cạo râu 9D. Thì con này nó sẽ là hàng đa chức năng này. Thứ nhất là có chức năng chính là cạo râu này. Đấy. Cạo râu thì các bác tháo cái nắp này ra cho em. Bật nguồn lên này, cạo râu này. Ba lưỡi kép luôn nhá. Khi các bác cạo thì nhấp vào này cho em này. Đấy, các bác cạo các bác nhấp vào này cho em đây. Các bác nghe tiếng em cạo nó đứt này. Đấy, các bác nghe thấy không? Tiếng đứt của nó rất là êm luôn nhá. Đấy. Các bác cứ nhấp vào này cho em là xong. Đó. Rất là êm các bác nhá, rất là êm luôn nhá. Đó. Đây, râu nó đứt ở bên trong này các bác. Đấy, râu nó đứt này các bác này. Ba lưỡi kép nhá, râu đứt này. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác các cái chi tiết tiếp theo, đó là một cái con bằng cái đầu một cái con bằng cái đầu đầu lông này để các bác dùng để mình massage mặt, làm mềm da mặt này. Đấy, làm mềm da mặt này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái chân tăng đơ này. Đấy. Một cái chân tăng đơ đây để các bác lắp vào mình dùng để mình tăng đơ này. Tiếp theo là một cái đầu tỉa lông mũi này. Đây, đây sẽ là cái đầu tỉa lông mũi này. Các bác chuyên dùng để mình tỉa lông mũi, tỉa lông mũi. Đây. Tất cả thì nó đều là lắp vào một con máy này cả thôi. Các bác chỉ cần là giật ra như này thôi, giật ra cho em này, giật thẳng tay ra. Sau đó thì mình lắp vào cho em là xong. Đấy, tỉa lông mũi này, xoay này. Cái lông mũi nó sẽ tỉa này. Đấy.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc chuyên trị đau cái này nó sẽ là bị nấm ngứa các bác nhá. Đấy. Nấm ngứa, long ven hắc lào đều khỏi hết các bác nhá. Đấy. Bác nào chuyên bị nấm ngứa, long ven hắc lào, tổ đỉa sừng thì các bác bơi hết vào đây chị em. Đấy. Nấm ngứa long ven hắc lào nhá. Con này giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một lọ như này. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, 25k cho một típ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn mà em bán rất là nhiều rồi. Đấy, bác nào hay làm sông nước, đấy, hay bị nấm ngứa long ben hắc lào thì các bác dùng cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là nấm ngứa long ben hắc lào, giá sẽ là 25k nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhé. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng các bác nhá. Đấy, 50 miếng lên cho em là miếng dán thải độc chân, một hộp là 50 miếng thì sẽ đầy đủ cho các bác luôn, bao gồm là cả miếng dán và cả cái miếng thuốc, cả lọ thuốc như này đó. Giá sẽ là 40.000 thôi, bằng một bát phở thôi. Đây thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác chị em luôn. Lên mã giúp cho em đó là miếng dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40.000. Khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để 3 đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể thoải mái, hết tê bì trên tay, có một sức khỏe và tinh thần tốt cho ngày mới. Mỗi hộp có 50 miếng dùng cho cả gia đình luôn ạ. Anh chị em nào hay bị tê bì nhức mỏi chân tay thì xem hết video này nha. Do công việc phải đứng và đi lại nhiều nên em hay bị tê bì nhức mỏi, khí huyết khó lưu thông, thường xuyên mất ngủ. Nhưng từ khi biết đến miếng dán thải độc chân Bắc Kinh, em đã cải thiện được rõ rệt. Miếng dán thải độc chân Bắc Kinh là sự kết hợp của y học cổ truyền và công nghệ y học hiện đại, giúp hút các chất thừa, các cặn bã của cơ thể, đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể. Với thành phần chính là ngải cứu và than tre, sẽ kích thích các huyệt đạo, lưu thông máu tốt hơn, từ đó giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc, hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm đau cơ, giảm đau do hút, lọc sạch máu, tăng cường tuần hoàn máu, nâng cao quá trình trao đổi chất của cơ thể. Ngoài ra còn giảm hôi chân, giảm đau bụng kinh rất hiệu quả. Cách sử dụng thì rất đơn giản, mình rửa sạch chân và lau khô, sau đó dán miếng thải độc vào miếng keo rồi dán trực tiếp lên lòng bàn chân và để 3 đêm thôi ạ. Sau một đêm ngủ dậy, bạn sẽ thấy miếng dán có màu đen, đó chính là độc tố được thải ra đấy ạ. Sau khi được thải độc tố, bạn sẽ thấy cơ thể. Đấy thì giá sẽ là 40k cho một cái hộp miếng dán thải độc chân như này nhá. 40.000 cho hộp 50 miếng như này, các bác dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giá rất là rẻ, chỉ bằng một bát phở Hà Nội thôi. Đấy, phở quê em thì 20.000, phở Hà Nội 40.000. Rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop lại về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhé. Các bác lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là hàng dung tích của nó là 3,5 lít này, sử dụng điện 220V. Và dung tích của nó sẽ là 1360W nhé, 1360W, hàng của thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái dòng nồi lẩu đa di năng luôn. Dung tích là rất là lớn nhé, 3,5 lít nhé. Các bác có thể dùng đa di năng cho em. Đấy, rất là mình dùng để chiên rán, xào nấu đều được hết nhé. Vung của nó là kính cường lực này, vung kính cường lực này. Con này các bác dùng để ăn lẩu thì nó rất là tiện. Ưu điểm là khi mà các bác sử dụng nên là các bác không cần phải mất thêm nồi nữa. Hàng của thương hiệu Osaka này. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là mạ vàng rất là đẹp như này. Và bên trong thì nó sẽ là tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính 3,5 lít. Các bác ăn từ 10 đến 15 người rất là ok luôn. Đấy, từ 10 đến 15 người ăn rất là ok. Rất là dày dẫn chắc chắn này. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng chiên rán xào nấu đều được hết nhá. Chiên rán xào nấu hấp đều được hết luôn. Đấy, và có sẵn cho các bác là dây cáp cắm này. Kèm cho các bác là đây là cái nắp quai này. Về nhà các bác tự xoáy ốc vào cho em này. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là một cái vung kính cường lực nha. Đấy. Hàng thì rất là chất lượng và đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Hả?
Các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka này, đó. Nồi lẩu Osaka. Osaka 390 đúng không? 390k nhá. Giá 390.000 cho một con nồi lẩu như này, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khay giấy bằng nhựa nhá, khay giấy bằng nhựa. Đấy, con này thì nó cũng là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100 Các bác lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90.000 cho một cái con khay giấy như này nhá. Khay giấy bằng nhựa, giá thanh lý cho các bác, giá chỉ còn là 90k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 90k nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 20 cm, chiều ngang thì vào khoảng là 12 cm và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là 10 cm. Rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ là bằng nhựa như này, rất là đẹp nhá. Đấy, hàng rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất là tốt nhá. Lên cho em là khay giấy bằng nhựa nhá, giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Các bác lên cho em là cái này đó là cái đầu cắt tôn nhá, đầu cắt tôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một cái đầu như này. Một cái đầu này về nhà các bác lắp vào cái này bán bao nhiêu nhỉ? Các bác lắp vào cái máy khoan cầm khoan pin cầm tay cho em nhá. Đấy, sau đó thì các bác đưa vào này là nó sẽ di chuyển, là nó sẽ giúp cắt tôn rất là tốt luôn. Đây, các bác lắp vào thì nó sẽ có hướng dẫn cho các bác như này. Con này chuyên dùng để cắt tôn rất là ngon nhá, cắt tôn rất là ngon. Tôn múi, tôn miếng cắt đều được hết nhá. Tôn múi, tôn miếng dày mỏng cắt đều được hết. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000. Đó. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k nhá. Đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k cho một cái đầu cắt tôn như này. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái đầu cắt như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Lắp vào, các bác lắp vào thêm vào cái khoan pin nó rất là dễ dàng không? Đấy, rất là dễ dàng và tiện dụng này. Đấy. Đó thấy không? Cắt rất là chậm luôn nha. Đấy. Đấy. Giá sẽ là 140.000 cho cái đầu cắt tôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ nhiệt kế nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đấy, về nhà thì nó có cái màng giấy bóng ở đây, các bác bóc cho em cái màng giấy bóng này đi này. Đấy, bác cái màng giấy bóng này đi, màng giấy bóng này nó sẽ là tượng trưng này, các bác bóc đi cho em. Sau đó thì mình lắp cho em cái viên pin vào. Đấy, cái này thì có tặng kèm cho các bác một viên pin sẵn đây rồi. Đấy, có sẵn viên pin tặng kèm rồi, về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong đó. Và con này thì các bác muốn cài đặt giờ thì rất là đơn giản thôi, cứ đúng 12 giờ trưa các bác lắp vào cho em, lắp vào là nó sẽ nảy 12 giờ trưa luôn. Đấy, 12 giờ trưa nhá, cập nhật nhiệt độ của nó đang là 21 độ C, độ ẩm hôm nay rất là cao, 99% luôn đó. Thì lưu ý các bác là các bác muốn cài đặt giờ thì lắp đúng cho em 12 giờ trưa là xong, rất đơn giản vậy thôi đó. Và có cái màng giấy bóng này các bác bóc ra, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ nhiệt kế nhá. Giá của nó sẽ là đồng hồ nhiệt kế, giá sẽ là 90k cho một con đồng hồ nhiệt kế như này nhá, 90.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng giá xoay điện thoại nhá. Đấy, con này thì sẽ là 40.000, 40.000 cho một con giá xoay như này. Con này thì các bác lật cái này lên này, lật cái này lên, sau đó thì các bác có thể rút này lên cao như này và các bác đặt cái điện thoại vào đây cho em. Đấy, đặt điện thoại vào đây, rất là ngon luôn nhá. Đấy, có thể để đứng và để nằm đều được hết nhá, để đứng để nằm đều được hết. Đấy, con này thì em sẽ gọi nó là giá xoay nhá. Và giá xoay, con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con giá xoay như này nhá, 40k. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đợt này về cho các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ còn cho các bác là 25.000 cho một con giá xoay như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là giá xoay. Đấy, giá xoay 25k. Đó, giá xoay này. Giá xoay, giá của nó sẽ là 25k cho một con giá xoay như này, 25.000 các bác nhá. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã nữa. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại. Con này thì lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi. Khi em gửi cho các bác thì giờ về nhà thì các bác tự lắp đặt vào cho em. Con này thì các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì nó sẽ cao hơn một chút như này và các bác có thể để như này.
Đấy, sau đó thì mình lắc này. Đấy, điều chỉnh ngoắt nhéo lên xuống này, hoặc là xoay ngang xoay ngược đều được hết nhá. Đó. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá xoay điện thoại như này sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một con giá xoay điện thoại như này. À con giá đỡ điện thoại như này. Lên cho em là giá đỡ điện thoại 30k. Đấy. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30.000. Đó. Lên cho em là giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại 30k nhá. Còn con bé này thì nó sẽ là giá xoay nhá. Đấy, giá xoay 25.000 đó. Giá xoay này 25k luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai dòng. Một là bơm 1 ti và bơm 2 ti. Cái này thì em giới thiệu qua thôi tại vì là bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đầu tiên thì nó sẽ là mấy con bơm 1 ti như này. Con này thì sẽ là 100 cành. 100 cành thì em bơm 1 ti như này nhá. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn và tính năng sử dụng thì khá là ưu việt nhá. Đấy. Các bác có thể mang đi bỏ vào cốp xe này, mang đi khi mà mình di chuyển ngoài đường nhiều mà hay bị thủng xăng thì các bác dùng con này cho em rất là tiện. Đấy, dây của nó là dây vải nhá, dây vải như này. Đấy, dây của nó là dây cao su bọc vải như này, rất tiện ích luôn, nhỏ gọn, tiện ích. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k nhá. Đấy, con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti nhá. Đấy. Bơm 1 ti, giá của nó sẽ là 100k. Đấy. Con bơm 1 ti này sẽ là 100.000. 100.000 cho mấy em bơm 1 ti như này nhá. Con này là 1 ti này. 1 ti giá sẽ là 100k nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái con này là con 2 ti này. Đấy, con này là con 2 ti. Con này thì giá sẽ là 250.000. Và bên shop có bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, 2 ti. Hàng của thương hiệu Santalay made in Japan này. 2 ti to khỏe. Con kia thì cân được bơm được khoảng 7 cân, con này thì bơm được 10 cân hơi nhá, 10 cân hơi. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. Đây, có đầu bơm phao, bơm bóng, bơm các kiểu con đà điểu được luôn. Đấy. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 230 bóng nghiệp cho bé đi. 230.000 nhá. 230.000 cho một cái bơm 2 ti như này. 230.000 thôi nhá, 230.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm bơm 2 ti, đó. Bơm 2 ti 230k. 230k cho con bơm 2 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, đuôi đèn cảm ứng. Biết hết đi cho nó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đuôi đèn cảm ứng chuyển động nhá. Con này thì rất là đơn giản thôi. Về nhà thì các bác đấu điện 220 cho em, sau đó thì các bác xoáy bóng đèn vào đây. Đấy là khi có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi lại thì nó sẽ lại tắt này. Đấy, con này thì có thể là các bác để ban ngày ban đêm này và cả ngày cả đêm này và độ sáng và thời gian sáng này. Đấy. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng giá sẽ là 60k một chiếc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái đuôi đèn cảm ứng này luôn. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động. Đây các bác này. Trên tay mình đây là cái đuôi đèn cảm biến chuyển động, tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đuôi đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đuôi đèn cảm biến. Những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh mỗi lần ra vô có chút xíu, bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa. Người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8m, nên các bạn thoải mái lắp trên cao. Mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết. Giá một cái chỉ bằng cốc trà sữa. Anh em cuốt lần 3 cái để được miễn phí ship nha. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Giá thì sẽ là một giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái xiên hoa quả như này, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc. 10 chiếc. Các bác dùng để xiên hoa quả, xiên thực phẩm, thức ăn, đồ chiên, đồ rán đều được hết nhá. Đấy, rất là tiện. Dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Xiên hoa quả này bao nhiêu nhỉ?
Giá sẽ là 50.000 cho 10 chiếc nhá. 50.000 cho 10 chiếc. Đấy. Lên cho em là xiên hoa quả nhá. Đấy. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. Đó, xiên hoa quả này. Xiên hoa quả giá sẽ là 50k. 50k cho con xiên hoa quả như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop về cho bác cái xương khớp nhá. Đấy, lọ xương khớp này. Đấy. Lọ xương khớp này. Thì con này các bác chuyên dùng để bôi trị đau mỏi xương khớp, đau mỏi dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Đấy. Nó sẽ là được chiết xuất từ bọ cạp này, rồi các cái loại côn trùng đây. Đấy. Bọ cạp, sạch sùng, rồi rắn, rồi cóc kiết các thứ như này. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 nhá con nhá. Đấy. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá sẽ là 40k. Đó, 40k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi hộp thuốc kiến rán nhá. Hộp thuốc kiến rán. Đấy. Giá sẽ là 50.000 cho một hộp như này, bao gồm 12 viên. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp luôn, nó là thuốc sinh học nhá. Thuộc các cái chế phẩm sinh học cực kỳ an toàn luôn. Đó đây. Thì đây nó sẽ là dòng như này các bác này. Đấy, nó sẽ là một viên như này. Các bác ném vào gầm bàn, gầm ghế, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 50.000. Đó, 50.000. Đó. Giá sẽ là 50k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thuốc diệt kiến rán nhá. Giá sẽ là 50k. Một hộp này nó là 12 viên. Hàng thị phần bán của nó là số 1 của Nhật Bản luôn. Đây. Đấy, thị phần bán của nó số 1 của Nhật Bản luôn các bác nhá. Hộp này 12 viên. Chỉ các loại là rán to, rán nhỏ, trứng rán, kiến rán, rán lớn, rán bé đều chết hết nhá. Đấy. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Rồi ok. Đây rồi em Phạm Huấn lại quay trở lại và trân trọng giới thiệu cho các bác các cái mã hàng bên em nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp kia. Bên em ship code toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về tiếp tục cho các bác một cái lô dây vòi xịt vệ sinh cực kỳ là cao cấp cho các bác nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây, một vòi. Đấy, một dây, một vòi, một giá đỡ. Đấy, và có kèm thêm cho các bác cả ốc yếc các thứ đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo thì sẽ là bao gồm là một dây này. Đấy, một dây, một vòi, một giá đỡ này luôn đây nhá. Giá đỡ tất cả đều bằng inox hết nhá. Đấy, Su 304, hàng nội địa của Nhật này. Osaka Japan này, đấy Osaka Japan. Con này thì về nhà các bác chỉ cần kết nối vào đây cho em xong này, kết nối vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ hạt rẻ rồi. Hàng nội địa của Nhật nhưng mà giá cực kỳ Việt Nam nhá. Đây. Đấy, kết nối vào đây cho em này. Về nhà các bác bắt ốc vít vào tường này. Đấy, đây. Cơ chế của nó thì sẽ là cơ chế tự ngắt nhá. Cơ chế tự ngắt khi nào các bác bóp thì nó mới ra, còn không bóp thì nó lại ngắt. Thì nó rất là tiện ích. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một dây dài khoảng từ 1m2. Đấy, dài từ 1m2 nhá. Đó. Và một cái giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá là bao nhiêu? 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này. Giá quá là hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng thứ nhất là dùng trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, hoặc là các bác có thể dùng để làm vòi tưới cây cũng được. Các bác xoáy vào các cái đầu vòi tưới cây. Ví dụ bên em có bán những cái vòi cam xanh ấy, hoặc những cái van hai đầu đấy, thì về nhà các bác xoáy vào mình sử dụng cho em rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k tròn nhá. Lên cho em đó là xịt vệ sinh nhá. Bác lên cho em là xịt vệ sinh. Đấy, xịt vệ sinh. Dây vòi xịt vệ sinh nhá. Dây vòi này. Dây vòi xịt vệ sinh. Xịt vệ sinh giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho một bộ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa vuông nhá. Đấy, vòi chậu rửa mặt. Con này thì các bác chuyên lắp vào chậu rửa mặt, cũng hàng thương hiệu Osaka Japan. Giá sẽ là 350.000. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con thân vòi bằng inox như này. Đấy, một thân vòi bằng inox này và một cái bộ dây nhá. Đấy, bộ dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đấy, một bộ bao gồm 2 dây nhá, 2 dây nóng lạnh cho các bác luôn. Đó, và con này thì nó cũng có 2 đầu nóng lạnh như này. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000. Dùng rất là ngon luôn, hàng thương hiệu Osaka Japan. Đấy, chất liệu bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, bộ sản phẩm sẽ là một vòi và một dây như này. Lên cho em là vòi chậu rửa mặt vuông nhá. Đấy. Vòi chậu rửa mặt vuông, giá sẽ là 350.000. Đấy, lên cho em là vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Vòi vuông này. Vòi vuông chậu rửa mặt nhá. Chậu rửa mặt giá sẽ là 350k. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tăm nước nhá, tăm nước. Cái này nó sẽ là một cái dòng tăm nước cực kỳ tiện ích.
Thì khi mà các bác dùng thì mình cái này dùng để mình gọi là cho nước vào, sau đó thì mình sẽ vệ sinh răng lợi bằng cách là mình dùng tăm, tức là dùng tia nước nhá. Đấy các bác, bấm này nó chạy này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu vòi như này. Các đầu vòi như này thì các bác vệ sinh niếu, vệ sinh lợi và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và có sạc các bác luôn, một lần sạc các bác có thể dùng được cả tuần luôn. Thì cái này nó gọi là tăm nước nhá. Các bác dùng các cái tia nước để mình xỉa răng. Nôm na nó là như vậy. Thì rất là đơn giản thôi. Giá bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là tăm nước, giá sẽ là 160k cho một cái bộ tăm nước như này nhá. 160.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Đây nó sẽ là một cái găng tay cực kỳ tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình lao động này, hoặc là làm vườn, nhặt cỏ này, hoặc là các bác đeo để đi ra ngoài mùa đông này cũng được. Đấy, mùa đông mà rét các bác dùng cái này cho em cũng rất là tiện ích thôi. Đó, nó không phải là bằng len hẳn, nó ấm nhưng mà nói chung là cũng rất là ok thôi. Đấy, co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ, tay lớn tay bé đều vừa hết nhá. Có hạt cao su chống trơn trượt này. Đấy, và bên ngoài này thì rất là thoáng luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Bên em bán theo combo từ 5 đôi trở lên nhá. Đấy, 5 đôi thì sẽ là 40.000 nhá. 5 đôi là 40k. Đấy. Các bác lên cho em là găng tay lao động nhá. 5 đôi là sẽ là bằng 40.000 nhá. Và một bịch này là 12 đôi thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác cứ mua cả bịch thì cho rẻ này. Cả bịch này 12 đôi chỉ có 70.000 thôi. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái bộ thìa của Đức nhá. Đấy, bộ thìa của Đức như này, một hộp này của nó thì bao gồm cho bác là 6 chiếc nhá. Hộp này bao gồm là 6 chiếc luôn. Đấy, 6 chiếc thìa. À, 5 chiếc thìa như này, đẹp dày dẫn. Đấy, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho 5 chiếc thìa đẹp như này các bác này. Rất đẹp luôn, dày dẫn chắc chắn. Và hàng thương hiệu Willing của Đức, Inox 304 nhá. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái hộp 5 chiếc thìa như này. Thì các bác có thể mua để mình ăn cháo, ăn cơm, ăn phở hoặc dùng cho trẻ em rất là ok. Vừa vặn xinh xắn nhá. Đấy, lên cho em là hộp thìa Đức nhá. Hộp thìa Đức. Giá sẽ là 60k cho một hộp 5 chiếc nhá. 60.000 cho một hộp 5 chiếc như này. Khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái điện thoại một sim các bác nhá. Đấy, điện thoại một sim. Thì con này bên shop bán với giá đó là 100 trước là 150.000, đợt này về giá sẽ cao hơn một chút, giá sẽ là 160.000 các bác nhá. 160.000. Đó. Thì các bác lên cho em là điện thoại một sim, hàng thương hiệu Nokia, sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, một pin và một cục sạc luôn. Đấy, bây giờ các bác ra cửa hàng điện thoại mà bảo bán cho tôi một cái điện thoại hơn 100.000 thì chả có cửa hàng nào có đâu. Đó, chỉ có bên shop em mới có những cái hàng mà chất lượng mà cái giá nó hợp lý như này thôi. Bên em sẽ bảo hành lỗi một đổi một cho bác trong vòng 10 ngày, các bác về cứ nhận hàng sử dụng thoải mái. Đấy, hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày luôn. Lên mã giúp cho em đó là điện thoại một sim, giá sẽ là điện thoại một sim nhá. Trước em đang bán là 150, đợt này về cho bác giá hơi tốt một chút là 160.000 nhá. Đó, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi, các bác lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, con này thì nó sẽ giúp cho các bác là tưới cây tăng áp rất là tốt luôn. Về nhà các bác sẽ ra là nước thẳng này, nước tưới cây này, đấy các kiểu như này, và kết nối với các đầu nguồn dây khác cực kỳ là ok. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp, giá của nó sẽ là 50k. 50k trong cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã đèn dầu các bác nhá. Đèn dầu con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn cổ rất là đẹp luôn, đèn cổ rất đẹp luôn này. Đấy. Sơn màu giả cổ rất là đẹp luôn, màu sơn giả đồng giả cổ rất là đẹp nhá. Và con này thì các bác dùng để mình sử dụng trực tiếp là đốt dầu nhá, đốt dầu. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái lẫy như này. Các bác chỉ cần nâng cái lẫy này ra để mình có thể châm được đèn, nó rất là tiện luôn. Đấy. Và có bấc nhá. Các bác về thì các bác tra dầu vào đây cho em, cho dầu vào cái lỗ này nhá. Đấy, xoáy ra cái này nó hơi chặt thì về nhà các bác lấy kìm xoáy ra cho em. Và cái bấc này nó có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, để các bác tra dầu vào cho em. Con này thì các bác vừa có thể là dùng là quai đeo như này. Đấy, quai đeo như này. Đấy, hoặc có thể treo này, rất là tiện. Treo cái này cũng được, nó rất là tiện luôn. Đấy, và rất là đẹp, màu giả cổ rất là đẹp luôn. Thì các bác có thể dùng để mình để trên ban thờ này, trang trí này, rồi chúng nói chung là đa chức năng luôn. Các bác chỉ cần là kéo cái này lên để các bác châm lửa vào đây này. Đấy, kéo cái này lên châm lửa và sau đó thì mình thả xuống. Đây nó có cái lò xo nha, kéo lên châm lửa vào rồi mình thả xuống.
nó rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể đẩy lên như này nhá, đẩy lên như này nó cũng được, tùy theo cái cách sử dụng của các bác, rất là ok thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 135.000 cho một cái mã đèn dầu như này nhá. Qua lên mã giúp cho em đó là đèn dầu, giá sẽ là 135.000 đó, đèn dầu này. Đèn dầu 135.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn khác, đó là cái con đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã đèn mang sông như này. Giá của nó sẽ là một con đèn mang sông như này, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Con này thì nó sẽ có ánh sáng màu vàng rất là đẹp luôn này. Đấy. Có lô thì nó là ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng nhá. Và có lô thì màu đỏ, có lô thì màu xanh. Lô này sẽ là màu xanh quân đội rất là đẹp luôn. Màu xanh quân đội rất là đẹp. Đấy, có tăng giảm chiết áp nhá, tăng giảm lượng sáng tối này. Và chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa nhưng mà rất là chắc chắn luôn. Và nó sử dụng cái pin 18650 đây. Đấy, pin 18650. Pin này thì bên shop có bán 30.000 một quả nhá. Đấy, hỏng thì các bác có thể mua pin mình thay vào là xong. Còn đèn thì rất là bền bỉ và chắc chắn nên là các bác yên tâm sử dụng thôi. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con đèn mang sông nha thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông, 120.000 một chiếc nhá. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Rất tiện ích, có kèm cho các bác một cái dây sạc luôn nhá. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông nhá. Đèn mang sông này. Mang sông, giá của nó sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ sen cao su nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là một sen một dây. Một sen một dây, cái này thì không có giá đỡ nhá. Về nhà các bác sử dụng cái giá đỡ cũ nhà mình thôi, hoặc là mua thêm ở ngoài. Ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho bác khi mình tắm rửa thì nó kỳ cọ massage rất là tốt luôn. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là chỉ 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này thôi. Một sen và một dây như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu chế độ nước này. 1 này, 2, 3 chế độ nước này. Và có đóng ngắt trên tay luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Một cái bộ sen cao su như này giá thì chỉ có 90.000 thôi. Đầu nước nó xả ra đây và các bác có thể là dùng cái phần cao su này mình vừa tắm mình vừa massage kỳ cọ luôn. Nó rất là tiện ích, đa di năng, vừa tắm vừa massage kỳ cọ luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su này, sen cao su. Sen cao su giá sẽ là 90.000 cho một cái bộ sen cao su như này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khay giấy các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là một cái khay giấy bằng nhựa như này, rất là đẹp luôn. Đấy, thì lên cho em là khay giấy vàng nhá. Khay giấy vàng, rất là đẹp các bác này. Cái này lên tên là gì đấy? Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Con này thì nó bằng nhựa. Đấy, bằng nhựa và rất là đẹp các bác nhá. Bằng nhựa thì các bác dùng rất là bền bỉ, chắc chắn, không lo bị gì sét, không lo bị cong vênh nhá. Đấy, bằng nhựa như này rất là đẹp luôn. Nó là bằng nhựa và mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay giấy vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 nhá. Lên cho em là khay giấy vàng này. Khay giấy vàng rất là đẹp luôn. Đó, khay giấy màu vàng rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi, 130.000 nhá. Con này thì cái chiều dài của nó thì vào khoảng là 20 cm, gần 20 cm. Chiều ngang của nó thì nó vào khoảng là trên 10 cm và chiều cao thì nó vào khoảng là 10 cm. Đấy, con này rất là đẹp. Các bác có thể dùng để mình đựng giấy ăn này, rồi nói chung là rất là hợp lý luôn. Đấy, rất sạch sẽ, hợp lý. Màu sắc đẹp, mạ vàng 18 carat rất là đẹp luôn. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này thì giá chỉ có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình trà đồng nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này. Đấy, con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lạng thôi nhá. 4 lạng. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đó. Lên cho em là bình trà đồng 4 lạng nhá. Hoa văn rất là đẹp luôn các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 290.000 cho một con bình trà đồng như này. Đấy, lên cho em là bình trà đồng này, giá sẽ là 290.000 nhá. 290.000 một chiếc như này. Các bác có thể mua để sử dụng để đựng trà này, đựng cà phê này, hay là đựng các cái loại hạt, đựng muối vừng các thứ cũng rất là ok luôn. Đấy, chất liệu bằng hợp kim mạ đồng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000, đựng được 4 lạng chè nhá. Đấy. Lên theo là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Bình chè 4 lạng, bình chè 4 lạng. Giá của nó sẽ là 290.000 nhá. 290.000 cho cái bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn. Thì bên shop về nó sẽ là một cái dòng bật lửa như này, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy.
Khi bật thì các bác dùng cái đầu này cho em này. Đấy. Con này thì nó chưa có ga đâu nhá. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và bên shop về thì nó có cho các bác là hai màu. À không, có một loại thôi. Đó, thì đây nó sẽ là màu đen rất là đẹp như này nhá. Đấy, màu đen bạc. Màu đen bạc rất là đẹp luôn. Khi các bác bật lên thì nó sẽ lên như này và đồng hồ sẽ lên nhá. Đấy, có cả đồng hồ luôn. Thì về nhà các bác sử dụng thì ấn cho em cái lẫy này vào để đồng hồ nó chạy này. Đây, đồng hồ đang chạy đây. Con này thì nó to vào khoảng là trên hai ngón tay nhá. Đó, trên hai ngón tay như này. Nói chung là nó bằng một cái bật lửa, rất là tiện luôn. Có la bàn này, có móc khóa này, có khui bia này. Đấy, rồi có đồng hồ này. Đấy, đầy đủ các chức năng cho bác luôn. Lên cho em là bật lửa, la bàn, về nhà các bác tự bơm ga. Giá sẽ là 120.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa, la bàn này. Đấy, bật lửa, la bàn, giá sẽ là 120k nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu bật lửa, đó là cái con bật lửa đồng hồ nhá. Màu thì nó sẽ là màu vàng như này và thân của nó thì màu gỗ rất là đẹp luôn. Đó, màu vàng thân màu gỗ như này. Con này thì chức năng chính của nó là đồng hồ và bật lửa thôi. Đấy, nó chỉ có hai chức năng thôi. Và tất cả những cái dòng này là về nhà các bác đều phải tự bơm ga hết nhá. Đấy, chưa có ga đâu. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Rất đẹp, rất là ngon lành, cành đào thì các bác này. Đấy. Bật lên là có đèn, con kia cũng có đèn luôn nhá. Bật lên là có đèn như này. Đó, về nhà các bác tự bơm ga giúp cho em. Con này thì lên mã giúp cho em đó là bật lửa đồng hồ nhá. Bật lửa đồng hồ. Bật lửa đồng hồ. Đấy. Giá sẽ là 100k tròn nhá. 100.000 cho con bật lửa đồng hồ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái hút bụi chạy bằng pin nhá, hút bụi chạy bằng pin. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này, một thân máy này. Đấy, một thân máy đây. Hàng của thương hiệu Tamashio Made in Japan này. Đó, một thân máy này. Rồi các cái đầu kết nối này. Đấy, đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là cái đầu hút đây. Đấy, đầu hút. Có kèm thêm cho các bác một cái chổi luôn. Đấy, có kèm thêm chổi như này để các bác dùng để mình vệ sinh này. Đấy. Đầu này sẽ là đầu hút này. Đấy. Và cái đầu đằng sau này nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác lắp cái đầu này vào cho em này để làm đầu thổi này. Đây em thổi cho bác xem. Đấy. Vừa hút vừa thổi luôn, các bác thấy không? Đây. Đấy, thổi này các bác này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Thổi nhá, rất là ngon luôn. Thì thổi đằng sau nhá. Anh nghe tiếng gió kêu này. Gió rất là nhiều các nhá. Đó thì hút ở đằng sau, thổi đằng trước và có kèm cho các bác là các cái cáp sạc luôn để về nhà các bác cắm sạc nhá, đầy đủ. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, chạy bằng pin. Đấy, một lần sạc các bác dùng rất là được lâu luôn. Nên đã giúp cho em đó là hút thổi bụi bằng pin nhá. Đấy, hút thổi bụi này, đó, hút thổi bụi bằng pin nhá. Giá của nó sẽ là 170.000 nhá. 170k cái hút thổi bụi bằng pin như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đũa của Nhật nhá, thì có hai mẫu như này. Đấy. Coffee, xe nó lên lấy à? 4 triệu. Đến lấy tại nhà. Đấy thì cái can kia đũa cô gái này thì sẽ là 50.000 nhá. Đũa cô gái. Đũa cô gái Nhật sẽ là 50k nhá. 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này các bác nhá. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đũa cô gái Nhật này giá sẽ là 50.000 này. Đấy, còn ngoài ra thì bên shop có cái đũa Nhật đen bình thường như này. Đũa Nhật đen bình thường như này thì giá vẫn bán là 40.000 nhá. Đấy. Hàng thì đều là được làm từ sợi thủy tinh kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc thôi nhá. Đấy, kích thước thì nó na ná như nhau thôi. Đó, con này thì các bác lên cho em là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 40k trên một vỉ 10 đôi nhá. 40.000 trên một vỉ 10 đôi. Còn cái đũa cô gái này sẽ là 50.000, 50.000 trên một vỉ cũng 10 đôi luôn các bác nhá. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Các bác lên cho em là đá vĩnh cửu này. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên. Đấy, nó sẽ là 6 viên như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức các bác, hàng của thương hiệu Winling của Đức, hai hình người đây. Đấy, Winling hai hình người của Đức như này. Rất tuyệt vời cho bác này. Winling hai hình người của Đức nhá, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Một hộp này chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong hộp đá như này, có cả cái xìa, có cả cái kẹp này để các bác kẹp, các bác gắp ra cho em nó rất là tiện nhá. Gắp ra. Giá thì sẽ là 70.000. Lên cho em là đèn lên cho em là đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu 70k. Đó, đá vĩnh cửu này. Đá vĩnh cửu. Đá vĩnh cửu giá của nó sẽ là 70k. Con này thì các bác dùng sử dụng chức năng chính là bây giờ mình về mình rửa sạch sẽ đi, sau đó thì mình bỏ vào cái ngăn đông tủ lạnh. Mình uống rượu, uống bia, uống nước ngọt, mình cần mát thì mình bỏ cái này vào là xong. Sau đó thì mình lại vệ sinh như là xong. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia đũa nhá, đũa sứ. Các bác này, đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó,
Một hộp này của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này. Các bác cứ mua cho em 2 đến 3 vỉ là ok. 2 đến 3 vỉ là ok các bác nhá. Đấy, khi mà mình ăn cơm mà các bác dùng một cái đũa sứ này thì thứ nhất là không trơn trượt này, không nấm mốc này, không bị vi khuẩn xâm nhập này, rất là tiện và rửa thì rất là nhanh khô nhá. Đấy, kích thước thì rất là đẹp này. Dùng con đũa sứ này thì chấm hết luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy, gọi là sứ nhưng mà nó rất là chắc chắn chứ không phải là dễ vỡ dễ gãy đâu. Cho nên các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp em đó là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Cái đũa sứ này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 60.000 cho một vỉ như này. 60.000 cho một vỉ đũa sứ như này nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó, lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60k cho vỉ đũa sứ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vàng đa năng nhá. Đấy thì bên shop sẽ bán theo vỉ nhá. Đấy, một vỉ này của nó sẽ là một vỉ này bán theo tức là bán theo dây như này, một dây bán theo 3 hộp như này nhá. Đấy. Bên shop thì bán sẽ là combo là 3 hộp như này nhá. 3 hộp như này thì giá của nó sẽ là 20.000 cho 3 hộp nhá. Các bác lên cho em là keo vàng đa năng nhá. Keo vàng đa năng này. Keo vàng đa năng đó. Giá của nó sẽ là 20k. 20k trên 3 hộp nhá. 20.000 trên 3 típ. Đấy. Keo vàng đa năng 20.000 3 típ này. Các bác có thể dùng để dán đồ trang sức này. Đấy, dán bàn ghế gỗ này, dán đồ sành đồ sứ này, rồi điện thoại này, thiếc, nói chung là dán đa năng được hết. Hàng này thì được sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất ở Thái Lan đây. Đấy, Thái Lan các bác này. Đó. Mã vạch này 885 này. Thì con này các bác yên tâm sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý. Lên mã giúp cho em đó là keo vàng đa năng. Keo vàng đa năng giá sẽ là 20.000 cho 3 típ nhá. 20.000 cho 3 típ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái nhang trầm đốt nhá. Đấy thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là đi nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 vòng. Đấy, mỗi vòng này là một mỗi một tẹp này là 2 vòng nhá. Mỗi một tẹp này là 2 vòng các bác. Về các bác giả là sẽ là 2 vòng. Đó, 100 vòng. Và con này thì cái thời gian đốt của nó thì cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng nhá. Tùy theo cái địa hình các bác nhá. Tùy theo cái địa hình các bác, để nó ít gió thì nó sẽ cháy rất là lâu, từ 2 đến 3 tiếng. Đó, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho một cái hộp nhang trầm đốt như này. 100 vòng luôn. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Chất liệu bằng trầm hương tự nhiên rất là thơm. Lên cho em là nhang trầm đốt nhá. Đấy. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm đốt giá của nó sẽ là 40k. 40k trên một hộp bao gồm 100 vòng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia LED pháo hoa nhá. Đấy. Cái này thì nó sẽ là có các cái tia như này và các bác dùng để mình dán lên tường. Dán lên tường các bác hàn khung cho nó thì các bác trang lên nó cũng rất là đẹp. Đây. Đấy, nó sẽ bắn ra những cái tia pháo hoa này rất là đẹp này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ LED pháo hoa này thôi. 180k nhá. 180.000 cho cái bộ LED pháo hoa như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi. Đây nó sẽ là một cái đèn ngủ như này và các bác dùng chức năng dùng để đuổi muỗi cũng rất là ok luôn. Đó, dùng để đuổi muỗi này. Đấy, nó sẽ có hai chức năng và có cảm biến nhá. Ban đêm thì nó sẽ sáng và có công tắc bật này các bác này. Đấy, đèn ngủ đuổi muỗi, vừa làm đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi luôn. Giá sẽ là 45k nhá. 45k. Đó. Lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Đó. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Bên em thì gọi là ship hàng toàn quốc luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra thanh toán. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 20.000 tiền ship nữa nhá. Cộng em 20.000 tiền ship nữa. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là kia mắc treo quần áo nhá. Đấy, các bác lên cho em là mắc gỗ này, mắc áo gỗ. Đấy, lên cho em là mắc áo gỗ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k cho một cái mắc áo gỗ như này nhá. Lên cho em là mắc áo gỗ 40k. Cái này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái sắt như này và nó có sẵn lỗ rồi. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cái ren này cho em xong rồi. Xoáy cái lỗ này để mình treo quần áo, treo đồ. Đấy, con này thì đa di năng luôn. Ngoài treo quần, treo áo thì các bác có thể treo đồ đoàn các thứ. Đấy, mình treo lên cửa sổ này, sau đó thì mình có thể treo lên vào những cái mắc này, nó rất là tiện. Lên cho em là mắc gỗ nhá, mắc gỗ. Giá sẽ là 40.000. Đó. Mắc gỗ này. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái mắc gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái
kệ góc vuông nhá, kệ góc vuông. Đấy, kệ góc. Thì cái này các bác về nhà các bác cắt đôi cái tấm giá này ra. Đấy, cắt đôi tấm giá này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ treo vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết nhá. Đấy, cái này thì em còn một ít nữa, thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá. Thanh lý nốt cho bác cái giá đó là 40.000 trong cái kệ góc này thôi. Giá chỉ có 40k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kệ góc, giá sẽ là 40.000. Đó, kệ góc này. Giá của nó sẽ là 40k một chiếc. 40.000 cho một chiếc kệ góc như này nhá. Giá thanh lý cho các bác nhá. Nó chỉ có một cái móc giá như này thôi, về nhà các bác cắt ra làm đôi sau đó thì mình treo vào cho em nhá. Treo vào cho em là ok. Đó, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhé, nó sẽ là một cái kệ như này này. Đấy, về nhà các bác bóc cái miếng dán này ra cho em này. Đó, sau đó thì mình treo lên tường cho em. Nó rất là tiện luôn. Đó. Các bác có thể để rất là nhiều đồ đạc được nhá. Đó, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet đều được hết. Đấy, dán vào nó chịu được tương đối là nặng đấy, thì các bác để đồ là rất là sạch sẽ, xịt nước vào cũng ok. Đó, rất thoải mái luôn. Giá thì chỉ có 40.000, thanh lý cho bác giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu, giá thì sẽ là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. Các bác có thể dùng để mình lấy dấu rồi đánh dấu các cái vật cũng đều ok đây các bạn. Đấy, các bác nhấp này sẽ có dấu luôn. Đây. Đấy, đánh dấu trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết nhá. Đấy, trên gỗ, trên sắt, trên thép đều được hết, rất là tiện. 40k cho một cây lấy dấu như này thôi. Giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, các lên cho em là kìm bạc này, kìm bạc đầu bằng. Đó, kìm bạc đầu bằng như này. Đấy, con này thì sẽ là 180.000 cho con kìm bạc đầu bằng như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, hoặc các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO nhá, kìm đầu bằng FO. Đấy, giá cái kìm FO của Nhật đây, dài 220 mm, 2 tức là 22 sen, hàng của Nhật này. Đấy, Japan đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Lên cho em là kìm đầu bằng FO 180.000 nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO 180.000 một con như này. Đa di năng cho các bác luôn. Đấy, con này thì dùng đa di năng nhá. Tuốt dây, bấm cốt các thứ rồi cắt xoắn dây đều ok hết. Kìm bằng FO này, kìm FO. Giá sẽ là 180k cho cái kìm FO như này nhá, kìm bạc FO. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt inox nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chai xịt inox đa di năng như này. Các bác có thể dùng để mình xịt inox này rồi là xịt chống rỉ, chống han rỉ, chống sét các bác này. Đây, các bác xịt lên cho em. Đấy, nó sẽ là một cái lớp inox trắng mỏng như này. Đấy, lên cho em là sơn inox nhá. Sơn inox giá sẽ là 80k. 80k cho một chai sơn inox như này nhá. Giá sẽ là 80k các bác này. 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Khay hấp bánh bao như này. Đây nó sẽ là một cái khay rất là tiện ích để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hao cả. Hàng bằng inox 304, dày dẫn chắc chắn các bác, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đấy, để các bác dùng để mình hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả rất là ok. Đó, khi mở ra thì nó sẽ như này. Các bác có thể đựng hoa quả hoặc hấp bánh bao hoặc là chiên dùng để hấp đồ ăn đều rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái khay hấp bánh bao này thôi. Khay hấp bánh bao giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia các bác lên cho em là cà lê 8 đầu đa năng nhá. Cà lê 8 đầu bạc này. Đấy, 8 đầu bạc nó sẽ là màu bạc như này. Đó, cà lê 8 đầu bạc, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 130.000 cho một con cà lê 8 đầu bạc như này nhá. Hàng của thương hiệu Rama Shikensei các bác này. Đấy, hàng của Nhật nhá. Giá sẽ là 130.000 nhá, 130k cho một con cà lê 8 đầu bạc như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 8 đầu. Đấy, bên này thì 8, 10, 11, 13 và bên này thì sẽ là 13, 14, 17, 19. Đấy, rất là đa di năng cho bác luôn. 8 đầu như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho con cà lê 8 đầu bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, vít đen trợ lực này. Con này thì giá sẽ là 60.000 cái bộ vít đen trợ lực như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 6 cây vít với 12 đầu khác nhau nhá. Mỗi đầu là một loại khác nhau nhá. Ba khe lục giác, mũi khế, hoa thị đầy đủ cho bác luôn. Đây các bác chỉ cần đút vào này cho em xong này. Đấy. Con này thì nó sẽ là có xoáy nhanh nhá. Đấy, thứ nhất là có xoáy nhanh, thứ hai có đảo chiều và thứ ba là có trợ lực rất là tốt luôn, và các bác có thể tùy chỉnh dài ngắn, có trợ lực thép CRV. Giá thì chỉ có 60.000 cho một con tô vít như này thôi. Đấy, lên cho em là tô vít đen. Đấy, nó sẽ là màu đen như này. Lên cho em là tô vít đen. Giá sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để mình gọi là xoáy rồi vặn vít các thứ rất là ok nhá. Đấy, tô vít đen trợ lực giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Đấy, các bác đã có ngay một con vít đen trợ lực đa năng luôn, giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi nước. Các bác lên cho em là vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ là hai loại vòi như này. Một là màu cam, hai là màu xanh. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam, màu xanh. Thế nên là bên em lên nó sẽ là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Và hôm nay thì
bên shop gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, một con vòi cam xanh như này. Đấy, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000 chia ra làm hai đường nước luôn, một hai đường nước như này. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Màu cam và màu xanh thì lên mã giúp cho em đó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một cái vòi cam xanh như này, hai đường nước, có gen để các bác xoáy kết nối. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy, bóng đèn 5 cánh nhá. Cứ dọn đi, cứ dọn đi. Đèn 5 cánh như này các bác nhá. Ở đây nó sẽ làm con bóng đèn 5 cánh như này, siêu sáng cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 125.000 nhá, 125k. Đấy, lên trên là đèn 5 cánh, giá sẽ là 125.000. Con này thì siêu sáng luôn này các bác này. Đấy, cái chỗ em quay này. Đấy, rất sáng nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Đấy, giá sẽ là 125.000 cho một con đèn 5 cánh như này. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, cái chỗ em quay này, rất sáng luôn. Đó, bóng rất sáng luôn nhá. 125.000 cho con đèn 5 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30 chiếc, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 30 chiếc như này. Xanh, đỏ, tím, vàng đầy đủ cho các bác luôn. Được làm từ sợi than tre hoạt tính các bác nhá, sợi than tre hoạt tính Hàn Quốc đây, Korea nhá. Con này nó đang bán ở siêu thị Việt Nam mình là 36.000, nhưng mà riêng hôm nay bên shop tri ân bán cho bác cả hộp này, giá chỉ có 110.000 thôi. 110.000 cho một hộp như này nhá. 110.000. Một hộp này là 110.000, 30 chiếc nhá. 30 cái này bằng 110k nhá. Mua 4 cái là bằng 20.000, bán từ 4 cái trở lên, và 10 cái thì sẽ là bằng 40k nhá. Các bác mua cả chục thì sẽ là 40.000, mua 10 cái thì sẽ là 30 cái là 110.000, còn 4 cái thì sẽ là 20.000 nhá. Bên em bán từ 4 chiếc trở lên. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì bên shop lại về các mã hàng. Thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng chúng ta cũng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi. Đấy, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về được một ít cái đồng hồ của thương hiệu Rolex nhá. Đấy, đồng hồ của thương hiệu Rolex. Thì hàng về số lượng không có nhiều đâu. Bác nào mua thì nhanh tay điện thoại đặt hàng giúp cho em. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 tròn và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Hàng thì đồng hồ này nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá, hàng chạy bằng pin. Đấy, đây các bác này, rất là ngon luôn. Đấy các bác nhá, đồng hồ của thương hiệu Rolex này, mặt vàng này, kim trôi này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, đồng hồ Rolex nhá, Thụy Sĩ, rất chất lượng cho các bác luôn. Dây vàng, mặt vàng rất đẹp. Có cả ấy luôn các bác nhá, có cả ngày, có cả lịch luôn. Đó, thương hiệu Rolex đây, đồng hồ Rolex Thụy Sĩ nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300k. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex, giá sẽ là 300.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái dòng sản phẩm đó là cái dòng điện thoại. Các bác lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim. Đấy, đây nó sẽ làm con điện thoại 4 sim như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, về nhà các bác lắp sim vào đây cho em. Có 4 khay sim cho các bác luôn nhá. Có 4 khay sim luôn. Rất là tiện. Đó, đây. Đấy, có cả đèn pin nhá. Đây nó sẽ có một cái đèn pin rất là sáng ở đằng trước này. Các bác có thể dùng để mình soi dọi hoặc là sử dụng rất là tiện ích. Có cả đèn pin luôn. Và con này của nó thì nó sẽ là dòng 4 sim. Về nhà các bác chỉ cần bật nguồn và lắp pin lên là khởi động thôi. Đấy, lắp pin, lắp sim xong thì khi các bác lắp sim xong thì các bác tắt nguồn đi nhá. Lắp sim xong tắt nguồn đi. Đấy, bật lại cho em. Đấy, để nó nhận sim nhá. Lắp sim vào thì các bác tắt nguồn đi, sau đó thì mình bật lại lên cho nó nhận sim là ok nhá. Đấy, rất là ngon lành. Và giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 cho một con điện thoại 4 sim như này các bác nhá. 450k. Đấy, lên mã giúp cho em là điện thoại 4 sim. Đằng sau này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này và một cái ốp luôn nhá. Kèm một cáp sạc, một ốp luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Một cáp sạc, một ốp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 450.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điện thoại 4 sim nhá. Điện thoại 4 sim. Đấy, điện thoại này, điện thoại 4 sim. Giá của nó sẽ là 450k và bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ rổ vuông nhá. Các bác lên xem là bộ rổ vuông. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi rổ nhá. 3 đôi cả rổ cả chậu luôn. Đấy. To nhất này thì đường kính của nó là 35cm cả rổ cả chậu nhá. Hàng bền vĩnh cửu luôn các bác này. Đấy. Nhựa của nó thì siêu mềm luôn. Các bác dùng thoải mái nhá. Đấy. Sẽ có cho các bác là 3 đôi cả rổ cả chậu như này. Đôi số 1 này. Đấy. Đôi số 2 này. Đấy, đôi số 2 đây. Đấy, đôi số 2 này các bác nhá. Đấy. Và đây là đôi số 3 này. Đấy, đôi số 3.
Đó, to nhất là 35 và nhỏ nhất là 20 này. Nhựa của nó siêu mềm luôn các bác thấy không? Đây, các bác dùng nó rất là thích. Đấy. Nhựa thì nhựa cao cấp của Việt Nhật rồi, rất là mềm. Đó, và cái giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là rổ vuông nhá. Đấy, rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k thì cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bơm 1 ti nhá. Các bác lên đã giúp cho em đó là bơm 1 ti. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật. Của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì chỉ có 100 cành cho một con bơm 1 ti này thôi. Con này thì rất là tiện, các bác dùng để bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm xe đạp, xe máy đều ok hết nhá. Bơm xe đạp, xe máy đều ok hết. Đây có các cái đầu để các bác kết nối này. Đấy, và đây các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy này đều ok hết nhá. Đấy, có các cái đầu bơm của nó đây. Đấy, và con này của nó thì hàng của thương hiệu Daisen của Nhật nhá. Daisen của Nhật. Đấy. Xi lanh rất chắc chắn cho các bác. Đấy. Rất chắc chắn luôn các nhá. Đó. Có đồng hồ báo nhá. Con này thì pixi của nó là được 7 cân nhá. Đấy, bơm được 7 cân thì các bác dùng để bơm xe đạp, xe máy rất thoải mái. Dây của nó là dây vải này, dây vải. Dây vải thì các bác dùng cực kỳ yên tâm luôn, không lo bị đứt hoặc là bị thủng nhá, không lo bị đứt bị thủng, rất tiện ích. Giá thì một cái con bơm 1 ti như này giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên cho em là bơm 1 ti nhá, 1 ti. Giá của nó sẽ là 100k, 100.000 cái bơm 1 ti này, rất rẻ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 thìa của Đức nhá. Đấy, 5 thìa của Đức. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling. Winling của Đức hay người như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái thìa như này nhá. 5 cái thìa, hàng của Đức này. Inox 304 cực kỳ là dày dẫn chắc chắn. Đấy, độ cong độ sâu vừa phải để các bác dùng ăn cháo, ăn súp hoặc là các bác dùng chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Đấy, và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ 5 thìa Đức nhá, 5 thìa Đức, hộp 5 thìa Đức giá sẽ là hộp 5 thìa Đức giá sẽ là 60k nhá. Đấy, hộp 5 thìa Đức này. Hộp 5 thìa Đức nhá. 5 thìa Đức giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho 5 cái thìa như này, 60.000 nhá. Đấy, 60.000 cho 5 cái thìa như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bảng tự xóa hay còn gọi là bảng tô nhá. Đấy, bảng tô cũng được mà bảng tự xóa cũng được, rất là tiện. Thì cái này các bác dùng để cho các em nó học hành. Đấy, sáng tạo rất là tiện luôn. Tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác một cây bút này. Và khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cái lẫy khóa sau, mở cái phần khóa này lên này. Các bác bắt đầu sử dụng này. Đấy, ấn xóa đi này. Đó. Viết tô vẽ thoải mái nhá. Đấy, không thích dùng nữa thì lại xóa đi. Các bác viết cho em đó là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Shop Phạm Huấn hàng Nhật bãi nhá. Sau đó thì xóa đi này. Đó. Cái này thì các bác lên mã giúp cho em đó là bảng tô nhá. Bảng tô. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000 cho cái bảng tô như này. Đấy, không thích dùng xóa đi. Ok. Giá thì chỉ có 50k thôi, rất là tiện. Các bác có thể mua để cho các em nó học hành sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính bảng, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện của Nhật nhá. Dây điện của Nhật, đây nó sẽ là một dòng dây cực kỳ là cao cấp luôn. Dây của nó sẽ là dây 2.5. Đấy, dây Nhật 2.5 nhá, rất tiện ích cho các bác này. Đây. Japan này và CU tức là dây lõi đồng nhá. Đấy, con này thì 300 đến 500V nhá, 300 đến 500V. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có đèn báo nhá, có cái đèn báo bên trong này. Và dòng này là ổ cao su chống va đập, các bác có thể dùng để ăn lẩu này, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Và cắm vào nó rất là chặt nhá. Cắm vào kết nối nó rất là chặt, các bác dùng thì không sợ bị mo ve, không sợ bị chập cháy. Các bác có thể dùng cho máy cắt, máy hàn rồi các cái loại máy móc đi chiến công trình đều được. Dây thì nó rất là êm. Đấy, rất là mềm, dây rất là mềm nhá. Đấy, giá thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy. Thì quận 5m của nó sẽ là 5m là sẽ là 220 này, 5m 220k nhá. Đấy, 10m là 330k và là 30m sẽ là 650.000, 650k đó. Qua lên cho em là dây điện xanh nhá, dây điện xanh 10m là 5m 220, 10m 330 và 30m là 650.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là một cái con máy các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là máy hút thổi bụi bằng điện nhá. Đấy, hút thổi bụi chạy bằng điện. Tại vì bên shop có cả con chạy bằng pin đấy, mà con này nó sẽ là dòng chạy bằng điện. Rất là khỏe luôn. Thì có lô nó về màu xanh, có lô nó về màu đỏ, thì cái màu này nó cũng không quan trọng lắm các bác nhá. Màu này không quan trọng lắm. Đó, thì con này thì dòng này của nó sẽ là một cái dòng siêu khỏe luôn. Sử dụng điện 220V. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 260.000 thôi. Đây, rất là khỏe luôn các bác này. Đấy.
các bác chỉ cần lắp cho em cái này vào xong rồi, đây nó có cái lẫy này, sập vào cho em xong. Chung rời luôn các bác. Chung rời luôn. Đấy, con này thì cả hút cả thổi nhá. Đấy, các bác muốn hút thì các bác lại đảo qua chiều này chưa? Đó, đảo qua chiều này. Đấy, để mình hút này. Hút rất là mạnh nha con. Đó. Hút kinh nha, các bác nhá. Đó thì con này cả hút cả thổi luôn nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Hút thổi bụi điện này, thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá của nó sẽ là 260k nhá, 260.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Bên em ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và ship code toàn quốc dưới 200.000. Vui lòng cộng cho em thêm 30.000, 20.000 ship đấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì các bác cứ dùng cho em là 1 tháng 1 viên là ok. Đó. Đa số là các bác dùng thì có thể là 1 tháng hoặc hơn 1 tháng thì các bác dùng cho em là một túi này là dùng 1 năm là ok. Các bác cứ thả cái viên này vào cái bồn cầu là nó sẽ nước nó sẽ ra màu xanh. Thì chức năng của nó thứ nhất là tẩy sạch. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch, thứ hai là diệt khuẩn và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Thứ nhất là sạch này, đấy thứ nhất là sạch nhá. Thứ hai là diệt khuẩn này và thứ ba là thơm. Giá thì chỉ có 15k thôi. 15k cho một cái túi xả thả bồn cầu này, lên cho em là túi thả bồn cầu 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy, bộ 6 hũ gia vị. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá như này và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ, một cái giá xoay như này và có kèm cho các bác là 6 hũ như này. Giá thì sẽ là 130.000 cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 6 cái hũ. 6 hũ như này thì rất là tiện. Các bác có thể là để mình đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại hạt. Các bác cho vào đây cho em. Đó, vào đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lỗ nhỏ này, lỗ to và lỗ to hẳn luôn. Ba loại lỗ này thì rất là tiện. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dẫn, bền bỉ và chắc chắn. Đấy, nắp của nó bằng inox như này và có thể xoay như này. Các bác cho vào cho em là rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 thì cái bộ 6 hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác rồi, bỏ ra cái quyển sách. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên theo là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, rất là sắc luôn. Kéo này thì chức năng là cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, mở nắp chai này, khui bia này, rất là đa di năng luôn nhá và kéo rất là bén này. Tiếp theo là một cái liếc này. Cái liếc này thì để các bác mài dao, ngoài mài dao theo bộ này thì các bác có thể mài các loại dao khác đều ok. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là ba con dao. Thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái như này nhá, con dao thái như này. Con này thì con dao thái này thì cũng rất là sắc luôn con này. Đấy, rất sắc luôn con nhá. Đó, rất sắc luôn. Cán của nó thì là bằng cán nhựa thôi nhá, cán bằng cán nhựa thôi nhưng mà rất là chắc, sắc liền thân các nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đó, cán nhựa như này. Đấy, tiếp theo nó sẽ là có là một con dao thái bản to này và một con dao chặt. Thì con chặt này thì nó dày vừa phải thôi, cho nên các bác dùng để băm chặt nhẹ nhàng thì được nhá, chứ còn không chặt được mạnh đâu. Đấy, không chặt được đồ gì đâu. Đấy. Và dao rất là bén luôn nhá, dao rất bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Đấy, và con này thì con chặt, con này các bác chặt nhẹ nhàng hoặc là chặt gà cũng được, chặt gà được nhưng mà gà nhỏ thôi, còn gà to là không chặt được đâu các nhá. Đấy, gà nhỏ thôi. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó, thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao này, ba dao một kéo và một ba dao một kéo và một rũa như này. Đấy, lên trên là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000 nhá. Bộ dao đen này, lên trên là bộ dao đen, bộ dao đen giá sẽ là 130k nhá, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt to đây. Đấy. Các bác lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Con này thì nó sẽ là dòng dao chặt 1 cân này, hàng made in Japan bác này. Đấy, made in Japan. Con này thì dao chặt 1 cân. Đấy, nặng là 1 cân. Con này thì các bác dùng để chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều được hết. Bản của nó dày khoảng 5 ly nhá. Đấy, cán liền và chốt 3 đinh như này. Đấy, phần lưỡi này thì dài khoảng là 25 cm và tổng thể chiều dao, chiều dài của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất là nặng luôn, nặng khoảng 1 kg nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân, dao 1 kg. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230k nhá, 230.000. Đó, lên cho em là dao 1 cân, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ
các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy thì các bác mua về để mình cạo râu vệ sinh mặt có nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm các bác là 30 lưỡi này, 30 lưỡi như này và kèm một bàn cạo và một lọ kem. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi như này nhá. 30 lưỡi như này. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Lưỡi của nó là lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Dùng thì cực kỳ là sắc bén luôn, sắc bén luôn. Các bác dùng để mình cạo râu vệ sinh cạo râu và vệ sinh mặt. Đấy. Thì rất là ok, giá rất hợp lý thôi. Một cái bộ lưỡi kem như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 30.000 thôi nhá. 60.000. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bàn cạo một 30 lưỡi, một bàn cạo một hộp kem. Đấy, mà giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy. Lên cho em là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đấy, cả lưỡi cả kem luôn. Giá sẽ là 60k. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sách các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ màu như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Đây, đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là màu sáp, màu nước, màu bột, màu chì, rồi tẩy, rồi gọt bút, rồi đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt rất đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ màu vịt như này nhá. Đấy, màu bột này, màu sáp, màu nước, màu chì, tất cả các loại màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000. Hàng nguyên trong cái hộp gỗ như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình rất là ok. Lên cho em là màu vịt nhá. Đấy, màu vịt giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái bộ màu vịt như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sợi thủy tinh 7 màu nhá. Đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn là 60.000 cho một cái vỉ đũa sợi thủy tinh 7 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu. Nó rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó là bao gồm là 5 đôi, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, một hộp là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là một vỉ như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy, đũa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu nhiệt độ cao. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái đũa Nhật cao cấp đây. Lên cho em là đũa cô gái nhá. Đũa cô gái. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi. 10 đôi. Đấy, cũng là được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc. Hàng đũa cô gái Nhật nhá. Giá sẽ là 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Đấy. Thì một vỉ này của nó, một hộp này sẽ là bao gồm là 10 chiếc nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc như này. Hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ là 10 chiếc. Đấy, một hộp này là 10 chiếc và giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Các bác có thể mua để mình ăn hoa quả thì mình xiên vào nó rất là tiện để mình dùng ăn hoa quả nhá. Dùng ăn hoa quả rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả một hộp như này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 trong hộp 10 chiếc như này. Lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp bao gồm 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Quay lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi. Con này thì chức năng của nó là đuổi muỗi. Về nhà thì các bác xoáy cho em cả đèn cả tinh dầu vào. Đấy, tinh dầu các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, chức năng của nó giúp cho các bác là đuổi muỗi nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác một cái lọ tinh dầu như này. Các bác xoáy cái nắp trắng này vứt đi, sau đó thì xoáy vào đây cho em và bật công tắc lên. Đấy, dây của nó thì có thể là rút ra hoặc đua vào được nhá. Đấy, một cái bộ đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu luôn nhá. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu. Và hết thì các bác có thể mua thêm tinh dầu, bên em có bán sẵn cho bác luôn. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn tinh dầu đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là đèn tinh dầu muỗi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen
Các bác lên mã giúp chị em đó là gen co nhiệt nhé, 50.000 cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 đầu này, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt 328 đầu, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác. Các bác có thể sử dụng trực tiếp đấy, đấu dây điện, và sau đó thì mình luồn vào và mình đốt đi là nó sẽ sun vào, nó sẽ rất là chắc chắn và bền bỉ cho các bác nhé. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt nhé, giá của nó sẽ là 50k cho một hộp bao gồm 328 đầu. Tiếp theo thì bên shop về cho các sản phẩm đó là cái lấy dây tai đa năng nhé. Lên cho em là lấy dây tai đa năng thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 đầu luôn. Đấy, 6 đầu như này bằng inox 304 nhá, bao gồm cho các bác là 6 đầu lấy dây tai luôn. Rất là tiện, các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa xe mình sử dụng trực tiếp hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là tiện. Lên cho em là lấy dây tai nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là lấy dây tai đa năng. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Rất tiện ích để các bác có thể sử dụng gọi là mình sử dụng trực tiếp khi mà mình mang đi hoặc là treo vào móc khóa, rất là tiện. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tay gọi cái này gọi là cái hít cửa nhé. Đấy, các bác đưa vào trong các cái cửa của mình, các cái tay nắm cửa của mình đó, và các bác khi mình đóng mở thì nó sẽ giảm chấn này, giảm chấn và nó sẽ hít vào, nếu có gạch men là nó sẽ hít vào như này các bác này. Đấy, có gạch men nó sẽ hít như này thì nó sẽ giữ cho cái cửa của mình nó luôn là giữ. Đấy, rất là tiện. Và lên mã giúp cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k nhé. Đấy, 15k cho một chiếc hít cửa như này. Các lên cho em là hít cửa này. Đó, hít cửa, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhé. 15k cho một cái hít cửa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa các bác này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox nhé. Con này sẽ là 50.000. 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện luôn. Đấy, tỉa rất là ngon quá. Đấy, cắt tỉa rất là ngon luôn nhá. Đấy, các bác dùng tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 5 khay và nắp của nó là nắp nhựa nhá. Nắp của nó là nắp nhựa. Khay nào nắp đấy các bác, khay nào nắp đấy, rất là tiện luôn. Đó, đây. Hàng thì cũng tương đối là quân sinh để các bác có thể sử dụng đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Bộ của nó sẽ bao gồm là 5 khay như này, 1 2 3 4 5. 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đó. Khay nào thì nắp đấy luôn. Nắp của nó là nắp bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong tủ lạnh các thứ rất là ok. Đấy. 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Giá của nó khay inox siêu mỏng này, khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín để trong tủ lạnh hoặc để ngoài đều ok hết. Giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 50k nhá. 50k. Đó. Đây rồi các bác ơi, chuẩn bị đến Noel rồi các bác nhé. Chúc các bác một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và người thân các bác nhé. Đó, nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện thì không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nay thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm nhá. Đấy, thước rút tự hãm thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là 7,5 m và một mẫu là 5 m nhá, 7,5 m và 5 m. Dòng này ưu điểm của nó thì số to rõ ràng, thước bản to. Đấy, thước bản to, số to rõ ràng và rút ra nó sẽ tự hãm như này. Thước bản to và rất là cứng luôn nhá, rất cứng thì các bác khi mà mình đo thì mình có thể đo vươn ra dài như này được, thì nó sẽ rất là dễ sử dụng. Đấy, và các bác cứ bóp này nó sẽ vào này, bóp này nó vào này. Đấy. Đấy, gọi là thước rút tự hãm nhá. Lên cho em là thước rút tự hãm rất là tiện luôn. Đấy. Các bác không cần phải quan tâm đến cái việc là phải hãm nó lại nó mất công. Đấy, các bác cứ này là xong. Đó, sử dụng rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là con 5 m này sẽ là 40.000 và con 7,5 m này sẽ là 50.000 nhá. 40.000 cho con 5 m và con 7,5 m này sẽ là 50k. Đó, rất đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá. Đấy, hồ lô tưới cây. Lên cho em là hồ lô tưới cây, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Con này thì rất là nhiều chức năng nhá. Có van xả hơi này, có lẫy khóa bơm tự động này và rất nhiều chức năng các bác nhá. Đấy, con này thì xịt rất là mạnh.
và dung tích của nó rất là lớn luôn, 2 lít. Các bác có thể dùng để gọi là phun thuốc trừ sâu này, tưới cây cảnh, hoa lan, hoa liếc đều được hết nhá, ok hết luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho một con hồ lô tưới cây này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là hồ lô tưới cây, giá sẽ là 120.000 một chiếc nhá. Đấy, cuối năm thì các bác có thể mua về để tưới cây này, xịt rửa hoa lan, hoa liếc các kiểu con là điệu luôn. Đó, hồ lô tưới cây, hồ lô này. Hồ lô tưới cây giá sẽ là 120k nhá, 120k. Dung tích của nó là 2 lít, con này rất tiện luôn. Đấy, có van xả này, có van xả khi mà các bác con này bơm của nó thì nó rất là nhẹ nhá. Các bác bơm rất là nhẹ, chỉ cần dùng hai ngón tay cũng được này. Có van xả hơi này. Đấy, khi mà hơi bị đẫy quá các bác có thể xả ra này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có lẫy khóa nhá. Và có đầu để điều chỉnh phun xương nhá. Giá chỉ có 120.000 cho con hồ lô tưới cây này thôi. 120k. Lên mã giúp em đó là hồ lô tưới cây này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thẻ các bác nhá. Đó, lên cho em là máy đọc thẻ. Con này thì các bác mua về để cho trẻ em nhà mình học tập rồi nghiên cứu sáng tạo. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 trong con máy đọc thẻ như này thôi. Về nhà các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ có một bộ cho các bác là 112 thẻ nhá, 112 cái thẻ với rất là nhiều chủ đề khác nhau. Đây. Đấy, bố mẹ rồi cây cối rồi động vật rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Đấy, tàu bay rồi tàu hỏa rồi xe cộ đầy đủ cho các bác nhá. Đấy, rất là ngon lành. Về nhà các bác chỉ việc là cho các em nó thả sức sáng tạo thôi. Đấy, các bác nhét vào cho em nhá. Đây, ví dụ nhét vào đây này. Đây các bác này. Đó. Con này nó có cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn nhá, song ngữ luôn các bác nhá. Xe cứu thương. Đó, 100 trước con này em đang bán là 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 90 cành thôi. Một cái bộ của nó bao gồm là 112 cái thẻ như này với 224 từ vựng nhá. Tha hồ thoải mái cho các em nó thả sức xem sáng tạo, ngâm cứu rồi vui chơi. Đấy, vừa là đồ chơi công nghệ, vừa là tránh xa điện thoại, máy tính bảng, tivi, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này nhá. Lên cho em là máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k. Đó, máy đọc thẻ này. Máy đọc thẻ, giá sẽ là 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hũ đựng tam bằng đồng nhá. Có lên cho em là hũ tam bằng đồng. Con này thì nó thực tế là nó là hàng hợp kim và mạ đồng thôi chứ không phải là nguyên đồng 100%. Ở đây nó sẽ có từ 15 đến 20% đồng được tráng bên ngoài. Em bảo hành màu cho bác dùng từ 5 đến 10 năm nguyên màu đồng như này, rất là đẹp luôn. Các bác chỉ cần cho tam vào này thôi, cho tam vào này mình ấn này. Đấy, ấn này là tam nó sẽ đẩy lên, rất là tiện. Không dùng nữa thì ấn vào sạch sẽ, vừa để co trang trí trên bàn, vừa dùng để làm hộp tam rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 95.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng 95k một hộp như này, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy trà gót chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích này. Các bác dùng để mình trà gót chân rồi mài các cái phần da thừa. Ở đây có cho các bác là một cáp sạc và thêm một cái viên đá nữa ở đây. Các cái đầu ngón tay ngón chân các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, hoặc là các cái phần vị trí như là gót tay gót chân bị khô nứt nẻ thì các bác dùng con máy này các bác trà đi cho em. Đặc biệt là mùa đông này thì rất là nhiều các cái phần da khô nhá. Đó. Con này nó đang yếu pin rồi đấy, bình thường nó rất là khỏe luôn các bác nhá. Đó. Về nhà các bác sạc pin vào cho em là mình dùng thôi. Giá sẽ là 100.000 cho con máy trà gót chân như này. Ngoài ra thì cầm trên cái lọ cao ngựa. Bên shop có bán kèm cả cao ngựa luôn để các bác bôi vào cho nó khỏi bị rát và nó làm cho mềm da đi. Lên trên là máy trà gót chân, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000. Đấy, và ngoài ra bên shop có bán cái cao ngựa, giá sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. 30.000 một lọ nhá. Con này các bác dùng này, ném cho anh kia kéo ấy. Kéo với cái kìm luôn. Con này dùng các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, các bác chỉ cần xoáy ra cho em này. Đấy, xoáy ra cho em như này. Đấy, và đây là cái cao ngựa này. Các bác bôi vào nó sẽ giúp cho da các bác mềm ra nhá, mềm ra. Đấy, và tái tạo da non. Đấy, rất là tốt luôn. Đặc biệt là các bác có thể bôi khi mà mùa này nó là mùa hanh khô. Các bác bôi rất là tốt, nó giúp cho mềm da nhá, mềm da và giữ ẩm cho da. Giá thì chỉ có 30k thôi. Lên cho em là cao ngựa, giá sẽ là 30.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm chết của Mỹ này. Đấy, hàng thương hiệu Crossman USA này, Crossman USA, hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp nhá. Đó, đây. USA con này, Crossman nhá. Con này thì hàng cực chất rồi. Bên shop thì bán rất là nhiều rồi. Giá thì thực tế ra là giá rất là tốt luôn.
chỉ có 100 cành thôi, chỉ có 100 cành cho một con kìm chết như này thôi nhá. Đấy, các bác lên cho em là kìm chết này, thép CLV không gỉ này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn, rất là đẹp. Hàng của Mỹ thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, giá sẽ là 100k cho một con như này nhá. 100.000 cho một con kìm chết Mỹ như này, rất tiện ích luôn. Các bác dùng làm thợ làm nghề. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia cặp kéo tóc nhá, cặp kéo tóc. Các bác lên cho em là cặp kéo tóc, bên em bán combo 2 chiếc như này. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 cho 2 chiếc như này thôi. Đựng trong một cái bao da cũng rất là chất lượng và xịn sò luôn. Đây, đựng trong một cái bao da như này. Một cặp bao gồm là một kéo cắt và một cái kéo tỉa luôn. Hàng của thương hiệu Kai của Nhật nhé, Kai của Nhật. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện. Bên shop thanh lý được trong hệ thống siêu thị đây. Hàng thương hiệu Kai Japan qua này. Đấy, Kai Japan của Nhật nhá. Giá thì rất là tốt cho bác luôn. Một cắt một tỉa nhá. Các bác có thể mua về để mình kết hợp mình cắt tóc cho trẻ em người già. Đấy, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng được, rất là ok. Kéo thì rất là ngon, cắt thì rất là trơn tru và mượt mà và rất là ngon luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 cho một cái cặp kéo tóc này thôi, rất là rẻ luôn. Đấy, thì bên em bán combo cho bác, ví dụ các bác mua cả kéo, cả kéo, cả tăng đơ, những các thứ cũng chỉ mất khoảng 200-300.000 thôi là các bác đã có một cái bộ đồ nghề cắt tóc rồi. Mà giá thì cực kỳ là bình dân nhá. Lên cho em là cặp kéo tóc, giá sẽ là cặp kéo tóc, giá sẽ là 160.000 nhá. Đấy, lên cho em là cặp kéo tóc này. Cặp kéo tóc giá sẽ là 160k. 160k cho hai chiếc kéo cắt tóc thôi này. Rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo hộp đỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt cành hộp đỏ như này. Hàng rất chất lượng cho bác luôn, lò xo là lò xo chữ V này. Đấy, chất liệu của nó là thép CRV nhá. Hàng của Nhật có chữ triện đàng hoàng, made in Japan cho bác. Japan cho bác luôn này. Đấy, có chữ triện này các bác này. Đấy, logo đây. Đấy, bình này này. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá. Con này thì cắt cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngon luôn các bác này. Đấy, cắt rất là ngon và đầm tay luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Chỉ có cho các bác là 160.000 cho một con kéo cắt cành hộp đỏ như này. Các bác có thể mua về để mình làm vườn, làm bonsai hoặc là mua về để làm quà rất là ok cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là kéo hộp đỏ nhá. Kéo cành hộp đỏ, kéo hộp đỏ này. Kéo hộp đỏ giá sẽ là 160k một chiếc nhá, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bình đựng chè inox nhá. Cái bình inox này thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây. Đấy, rất cao cấp nhá, bằng inox như này. Có gioăng cao su nhá, rất là tốt cho bác luôn. Có cho các bác là 3 màu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu này. Có màu vàng này, màu đỏ đô này, màu vàng, màu đỏ đô. Đấy, cái này cái bé này đặt này về có 2 màu thôi, có màu vàng và màu đỏ đô thôi các bác nhá. Đó, 2 màu như này. Đấy, lên cho em là bình inox 2 lạng nhá. Màu vàng gold rất là đẹp luôn và màu đỏ đô như này. Chất liệu bằng inox này. Cái này thì các bác có thể đựng được bình chè 2 lạng. Con này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con bình chè inox 2 lạng như này. Đấy, lên cho em là bình chè inox nhá. Giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì có về cho các bác cái bình 4 lạng này. Đấy, bình này thì sẽ là 4 lạng thì nó sẽ là 130.000. Thì có là màu inox này, màu đỏ đô này và màu vàng gold nữa. Đấy, cũng có màu inox, màu đỏ đô và màu vàng gold. Đấy, thì con này có 3 màu. Cái bình to này có 3 màu. Nói là đựng chè thôi chứ các bác có thể đựng đa năng nhá. Đấy, cà phê này, lạc này, đỗ này, rồi ngũ cốc này, nói chung là các bác đựng cái gì cũng được. Nó bằng inox, thứ nhất là sạch sẽ, sáng bóng, đẹp. Thứ hai là có gioăng cao su. Đấy, giữ hơi tất rất là tốt luôn. Đó, thì các bác đựng chè này, đựng cà phê này, đựng các loại hạt này, muối vừng rồi hạt nêm mì chính đều ok hết nhá. Gọn gàng sạch sẽ, hoặc các bác có thể đựng đồ ăn cũng được. Đấy, đựng đồ ăn mình mang đồ ăn khô hoặc là nói chung là các cái thực phẩm đều ok hết. Nó hàng bằng inox cho nên các bác yên tâm sử dụng, sạch sẽ, an toàn. Con bé này thì sẽ là 90.000 và con to này thì sẽ là 130.000. Các bác lên cho em là bình inox nhá. Bình chè inox sẽ có cho các bác là dòng 2 lạng và dòng 4 lạng. 2 lạng thì 90.000 và 4 lạng thì sẽ là 130.000. Đó, giá thì rất là hạt rẻ và hợp lý cho các bác thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút nước rửa bát nhá. Các bác lên cho em là hút nước rửa bát. Thì combo sẽ bao gồm cho các bác là một đầu dẫn ống hút như này, một thân vòi nhá, một thân vòi. Có gioăng giếc các thứ đàng hoàng cho bác luôn, có gioăng cao su các thứ, đầu gen xoáy kết nối nhá, bằng inox hết này. Đấy, và một đầu vòi như này, đầu vòi hút như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong cái bộ hút rửa bát như này. Rất là tiện, đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây rửa chén bát có dây kéo hút, dài tiện lợi, sắm ngay thôi. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Đó. Đấy, rất là tiện nhá.
lắp vào, sau đó thì mình lắp vào cái vòi chậu rửa nhà mình là xong. Đó. Đây. Đấy, lắp vào là để mình để là xong, rất tiện ích luôn nhá. Đấy, khi mình dùng thì không phải dùng cái vòi nhỏ nữa, can 5 lít các bác cứ thế mình dã vào là nó hút hết là xong. Đấy, rất tiện ích luôn, giá thì chỉ có 70.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đấy. Ổ điện bao gồm là cả ổ điện và có chức năng sạc nhanh luôn. Có 4 cổng USB này, 4 cổng USB, 3 ổ cắm, có công tắc đóng ngắt và có sạc nhanh như này. Cắm cho anh cái dây này. Minh ơi. Đấy, giá thì cái ổ sạc nhanh này bao nhiêu? 120.000 cho một con ổ điện sạc nhanh như này nhá. Các bác có thể để điện thoại vào đây này, nó có chức năng sạc nhanh cho các bác luôn. Dây thì dài khoảng 2 mét nhá. Dây dài khoảng 2 mét rất là tiện ích các bạn. Đấy. Dây dài khoảng 2 mét như này, các bác có thể cắm điện và trực tiếp vào cho em này. Đấy, có công tắc đóng ngắt này, có cả cầu dao luôn nhá, có cả cầu dao luôn, rất là tốt luôn. Đó. Và có chức năng sạc nhanh như này, các bác chỉ cần đặt vào đây là nó sẽ có chức năng sạc này. Đấy, đang sạc cho các bác nhá, rất tiện luôn. Đấy, máy điện thoại nào có sạc nhanh các bác đặt vào cho em là ok này. Đấy, rất tiện các bác. Đấy, rất tiện luôn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là công tắc đóng ngắt luôn nhá, có đèn báo này, có công tắc đóng ngắt. Lên mã giúp cho em đó là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh, giá sẽ là 120.000. Ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện sạc nhanh. Ổ điện sạc nhanh giá của nó sẽ là 120k một chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái con máy mài dao nhá. Lên đã giúp cho em đó là máy mài dao. Đấy, đây nó sẽ là một con máy rất là tiện ích như này. Các bác dùng để mài dao, mài kéo đều ok hết nhá. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Con này nó sẽ có sẵn đầu cắm rồi, các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái viên đá mài như này. Đấy, một viên đá mài như này. Đó. Và các bác đưa dao vào là mình mài thôi. Đây. Ví dụ có viên đá mài này, các bác đưa dao vào mình mài qua này. Đấy. Đưa dao vào là mình mài đấy các bác này. Đấy, đấy các bác thấy không? Đó, mài ra như này các bác nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Thì một cái viên đá mài như này. À, một cái máy mài dao như này. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. 80.000 cho con máy mài dao này, mài bằng máy thì nó nhanh và nó tiện hơn. Có thêm cả một viên đá bên ngoài nữa nhá. Lên cho em là máy mài dao, giá sẽ là 80k.